Vâng, xin kính chào quý nhà đầu tư đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và chương trình ngày hôm nay là chương trình của tháng 3 năm 2024 với một chủ đề rất là nóng. Và có thể thấy là từ đầu năm 2024 tới giờ cũng gần một quý đã trôi qua rồi. Thị trường thì đã có được một mức tăng điểm rất là khả quan, đã vượt mốc 1.200 điểm rồi. Và dòng tiền dẫn sóng thì đã đến từ nhóm cổ phiếu vua là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Vậy thì liệu những cái khó khăn của năm 2022, 2023 thì đã thực sự đi qua hay chưa? Và đâu là những cái động lực để ngành ngân hàng có thể tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 tới? Để trả lời những câu hỏi này thì xin mời quý nhà đầu tư chúng ta hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong một chủ đề không thể nóng hơn, đó là triển vọng ngành ngân hàng năm 2024 với góc nhìn đến từ Techcombank. Và sau đây thì tôi xin phép được giới thiệu các khách mời đến với chương trình ạ. Đầu tiên xin giới thiệu anh Phùng Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc và là Giám đốc khối Ngân hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính của Techcombank. Xin chào anh Hưng ạ. Vâng, tiếp theo đây tôi xin phép được giới thiệu anh Nguyễn Xuân Minh, Giám đốc khối Ngân hàng Đầu tư của Techcombank, đồng thời cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Chứng khoán Techcombank hay TCBS ạ. Xin chào anh Minh. Vâng, và ban tổ chức thì cũng rất xin lỗi với quý nhà đầu tư vì có một khách mời đến từ Techcombank là anh Nguyễn Anh Tuấn, quyền giám đốc khối ngân hàng bán lẻ thì đã có chuyến công tác rất là gấp và không thể tham gia chương trình của chúng ta. Nhưng mà tôi tin là những khách mời còn lại của chương trình thì cũng sẽ cung cấp rất là nhiều những cái thông tin vừa tổng quan và cũng vừa sâu sắc đến cho quý nhà đầu tư ạ. Từ phía HSC thì tôi xin phép được giới thiệu là chị Phạm Liên Hà, giám đốc nghiên cứu ngành dịch vụ tài chính của HSC ạ. Xin chào. Vâng, và cuối cùng là tôi Vũ Thị Thu Thủy, giám đốc thông tin và nhận định thị trường của HSC cũng sẽ cùng đồng hành với quý nhà đầu tư trong suốt chương trình ngày hôm nay với vai trò là MC của chương trình. Về nội dung chương trình thì chúng ta sẽ có 3 phần chính như sau. Thứ nhất, đó là phần thảo luận về ngành ngân hàng với những thông tin rất là hữu ích về triển vọng của ngành ngân hàng trong năm 2024 và dài hơn là tới 2025 ạ. Tiếp theo đó sẽ là phần thảo luận doanh nghiệp của chúng ta ngày hôm nay đó là Techcombank. Thì phần hai chương trình sẽ bao gồm những chia sẻ sâu sắc về hoạt động kinh doanh cũng như là những thế mạnh tạo nên sự khác biệt của Techcombank ở trong ngành ngân hàng. Phần thứ ba của chương trình là phần Q&A, thì các khách mời sẽ trả lời những câu hỏi của quý nhà đầu tư. Và ngay từ bây giờ xin mời quý nhà đầu tư chúng ta hãy đặt những câu hỏi của mình vào trong phần Q&A của Zoom để ban tổ chức có thể tập hợp ngay từ bây giờ ạ. Phần cuối chương trình thì như truyền thống sẽ là phần đố vui có thưởng, và những đáp án của phần này sẽ là chính là những cái nội dung ở trong chương trình ngày hôm nay. Với nếu quý vị nhà đầu tư trả lời đúng thì chúng ta sẽ có 3 phần quà với giá trị mỗi phần quà là 500.000 đồng. Do vậy quý nhà đầu tư chúng ta hãy cùng tập trung lắng nghe và ở lại với chúng tôi đến cuối chương trình nhé. Và cũng không để quý nhà đầu tư chờ đợi lâu hơn nữa thì xin mời quý vị sẽ cùng bước vào phần thảo luận đầu tiên của chương trình hôm nay về ngành ngân hàng. Xin kính mời. Vâng, trước khi bước vào phần thảo luận thì chúng tôi cũng xin phép có một khảo sát nho nhỏ với quý nhà đầu tư với chỉ 3 câu hỏi thôi. Để tham gia khảo sát thì mời anh chị hãy quét mã QR code ở trên màn hình hoặc là chúng ta sẽ vào trang ahaslide.com và nhập mã là TCB2024 ạ. Vâng, tôi xin được phép đọc lại là quý vị nhà đầu tư chúng ta có thể quét mã QR code ở trên màn hình hoặc là vào trang ahaslide.com và nhập mã là TCB2024 như hướng dẫn ở trên slide. Và tôi xin phép được đọc những câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên đó là trọng cổ phiếu ngân hàng trong danh mục của anh chị là bao nhiêu phần trăm ạ? Có 3 đáp án. Thứ nhất là trên 75%. Đáp án thứ hai là 25 đến 2 đến 75%. Và đáp án thứ ba là dưới 25%. Thời gian vừa rồi thì ngành ngân hàng có lẽ là một trong những ngành mà tăng trưởng tốt nhất ở trong VN Index, và chỉ có chưa tới 10 khán giả may mắn là có sở hữu tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng là trên 75%. Còn đa số chia đều vào hai nhóm là 25 đến 75 và dưới 25%. Không biết là phần dưới 25% này thì có quý nhà đầu tư nào cũng chưa đầu tư vào ngành ngân hàng và vẫn còn đang xem xét để đầu tư, thì chương trình của ngày hôm nay chính là chương trình dành, có thể là dành riêng cho các quý nhà đầu tư mà mong muốn là tìm những lý do, những
động lực để mình gia tăng cái tỷ trọng đầu tư vào trong ngành ngân hàng nói chung và với cổ phiếu Techcombank nói riêng ạ. Xin phép được chuyển sang câu hỏi thứ hai ạ. Câu hỏi thứ hai là ba kỳ vọng lớn nhất và triển vọng ngành ngân hàng năm 2024 của anh chị là gì ạ? Vâng, câu hỏi này chúng ta hãy điền ba đáp án vào trong ba cái phần trống của câu hỏi và tôi cũng xin phép được đưa ra một số những gợi ý, ví dụ như là liên quan đến tăng trưởng tín dụng này, hay là môi trường lãi suất thấp, hoặc là việc bán vốn của các ngân hàng quốc doanh, hay là triển vọng lợi nhuận tăng trưởng rất là tốt, hay là thị trường, các thị trường banca này, rồi thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu hồi phục này. Và còn một lý do nữa mình thấy là việc Việt Nam sẽ được nâng hạng lên thị trường mới nổi, thì ngành ngân hàng là một trong những ngành mà chiếm tỷ trọng vốn hóa lớn nhất ở trong VN Index, thế nên là và đặc biệt là ở trong VN 30 thì cũng có rất nhiều đại diện của các ngân hàng. Đây cũng là một trong những cái lý do mà mình thấy rằng là một cái kỳ vọng rất là lớn đối với ngành ngân hàng. Theo như khảo sát thì có kết quả là tăng trưởng tín dụng đang là kỳ vọng lớn nhất của quý nhà đầu tư. Tăng trưởng tín dụng này. Ngoài ra thì các nội dung liên quan đến tăng trưởng, tăng room tín dụng, tăng lợi nhuận, rồi nợ xấu giảm, lãi vay giảm, vân vân, bất động sản hồi phục cũng có cả nâng hạng luôn ạ. Đúng là ngân hàng là một trong những ngành mà được dự báo tăng trưởng rất là tốt trong năm 2024 này, nên cũng không có gì lạ khi quý nhà đầu tư kỳ vọng nhiều nhất vào tăng trưởng tín dụng của ngành ngân hàng. Tiếp theo thì câu hỏi tiếp theo sẽ không phải là về ngành mà sẽ là ba ngân hàng mà anh chị quan tâm nhất là những ngân hàng nào ạ? Top ba cổ phiếu ngân hàng mà anh chị quan tâm nhất. Xin cho ba mã cổ phiếu ạ. Tôi tin là câu hỏi này chắc chắn là Techcombank là câu trả lời đứng đầu rồi. Techcombank, MB, ACB, Sacombank đều là những cái tên rất là quen thuộc. Có cả VPBank, BID, CTG. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã tham gia vào trong phần khảo sát vừa rồi. Và tiếp theo đây thì xin bắt đầu được câu hỏi đầu tiên ở trong phần thảo luận. Câu hỏi này sẽ xin phép được dành cho chị Hà. Về bức tranh chung của ngành ngân hàng, chị có đánh giá như thế nào về triển vọng của ngành trong năm Giáp Thìn 2024 tới ạ? Xin mời chị À, Hà. vâng, à, xin cảm ơn câu hỏi của chị Thủy. Để gọi là miêu tả về bức tranh chung của ngành ngân hàng bằng một câu ngắn gọn thì tôi xin được nói đó là tăng trưởng trở lại nhưng rủi ro về chất lượng tài sản thì vẫn còn. Theo đánh giá của chúng tôi thì môi trường hoạt động của ngành ngân hàng trong năm 2024 thì đã có nhiều điểm lợi thuận lợi hơn so với 2023. Thì cụ thể ở đây là chúng ta thấy là cái thanh khoản của hệ thống được duy trì ổn định với mặt bằng lãi suất thấp nhờ sự điều hành và hỗ trợ thanh khoản của ngân hàng nhà nước. Thứ hai đó là nền kinh tế trên đà hồi phục từ quý 4 2023 và với kỳ vọng là sẽ tiếp tục cái momentum này và kỳ vọng tăng trưởng GDP ở năm 2024 là trên 6%. Thứ ba đó là điều kiện để ngân hàng nhà nước tiếp tục duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ cũng đã thuận lợi hơn trong bối cảnh lạm phát nằm trong tầm kiểm soát và những cái áp lực lên đồng Việt Nam đồng là đã giảm so với năm ngoái nhờ cái sự đồng pha hơn trong chính sách tiền tệ giữa Việt Nam và các nền kinh tế lớn trên thế giới. Thứ tư là một số những cái chính sách hỗ trợ, ví dụ như là thông tư 02 về cơ cấu nợ, nguyên nhóm nợ hay là thông tư 16 về việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng thì nhiều khả năng sẽ được kéo dài và sửa đổi. Do đó thì chúng tôi kỳ vọng là cái cầu tín dụng sẽ hồi phục và tín dụng sẽ tăng trưởng tốt hơn trong năm 2024 so với 2023. Và cái động lực tăng trưởng trong nửa đầu năm thì sẽ đến từ đầu tư công, xuất nhập khẩu hay là khối khách hàng FDI. Và mặc dù thì có phần là chậm hơn nhưng chúng tôi cũng kỳ vọng là cầu tín dụng từ khách hàng cá nhân phục vụ cho cả mục đích tiêu dùng lẫn là mục đích đầu tư thì cũng sẽ hồi phục mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm.
Về NIM thì sau khi đã suy giảm khoảng 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 xin quên giảm mức trung bình khoảng là 50 điểm cơ bản trong năm 2023, thì chúng tôi kỳ vọng là trong năm 2024 thì sẽ có một cái sự hồi phục nhẹ với cái mức tăng của NIM là khoảng 20 đến 30 điểm cơ bản. Và về các cái hoạt động thu phí thì chúng tôi cũng kỳ vọng là có một cái sự hồi phục nhất định từ cái nền thấp của năm ngoái, nhất là trong hoạt động về banca. Mặc dù cái mảng hoạt động này thì chúng có lẽ là vẫn sẽ còn gặp rất là nhiều khó khăn trong năm 2024. Và tiếp theo thì đó là về chất lượng tài sản. Thì chúng tôi nhận thấy là mặc dù đã có cái sự cải thiện trong quý 4, khi mà tỷ lệ nợ xấu nhìn nhìn thấy là có vẻ là giảm đi, thế nhưng mà chúng ta thấy đây vẫn là cái điểm mà đáng quan ngại. Thì khi mà nói về chất lượng tài sản, chúng tôi muốn lưu ý ở hai điểm. Thứ nhất là cái nợ xấu toàn hệ thống ở tầm cuối năm 2023 thì vẫn đang ở cái mức khá là cao, khoảng 4,8 4,9%. Thì mặc dù là cái quá nửa của cái tỷ lệ nợ xấu này là nợ xấu ở các ngân hàng đang trong cái diện kiểm soát đặc biệt hay là cơ cấu. Nhưng mà với cái tỷ lệ nợ xấu cao như thế này ấy, thì đây cũng là cái điểm nghẽn của nền kinh tế nếu như không được xử lý. Và cái điểm thứ hai thì đấy là nợ xấu của các ngân hàng đầu ngành, hay cụ thể hơn ở đây là của 14 ngân hàng mà HSC phân tích và khuyến nghị, thì hiện nay đang là ở cuối 2023 thì là 1,67%. Như vậy là nó chỉ tăng nhẹ so với mức là 1,5% ở cuối 2022. Tuy nhiên, điều này có được cũng là một phần là nhờ có thông tư hay thông tư 02. Ở thời điểm cuối 2023 thì cái tổng dư nợ được cơ cấu theo thông tư 02 là 183,5 nghìn tỷ đồng, có nghĩa là tương đương khoảng 1,35% tổng dư nợ tín dụng toàn hệ thống. Thế nếu như mà chúng ta cộng cái 1,35% này, cái nợ cơ cấu này vào cái tỷ lệ nợ xấu chung của toàn ngành, hay là cộng cái 1,35% này vào cái tỷ lệ nợ xấu của 14 ngân hàng, thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ nợ xấu thực tế thì nó cũng đang là tương đối cao. Tuy nhiên là với việc các chính sách hỗ trợ tiếp tục được duy trì trong 2024, và sự hồi phục và tăng trưởng của nền kinh tế cũng như là tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận của ngành ngân hàng, thì chúng tôi đánh giá là cái quy mô tương đối của nợ xấu cũng như là cái áp lực dự phòng thì sẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của các ngân hàng, và nhiều khả năng là sẽ có cái sự cải thiện nhẹ. Và với những cái quan điểm và dự báo trên thì chúng tôi hiện tại là đang ước tính tăng trưởng lợi nhuận của 14 ngân hàng sẽ đạt được cái mức là khoảng 20-21% trong năm 2024 so với 5,5% tăng trưởng lợi nhuận ở trong năm 2023. Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của chị Hà. Vậy thì dưới góc nhìn của Techcombank thì động lực chính cho tăng trưởng ngành ngân hàng trong 2024 tới thì sẽ đến từ những thành phần nào, từ khối khách hàng doanh nghiệp hay là cá nhân, phân khúc khách hàng nào và thuộc những cái nhóm ngành nào ở trong nền kinh tế ạ? Câu hỏi này xin phép mình dành cho anh Hưng ạ. Xin mời anh. Vâng, xin cảm ơn chị Thủy. Xin thưa quý vị, thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cái quan điểm của chị Thủy về những cái điểm tích cực trong triển vọng của ngành trong năm 2024. Thì đi cụ thể vào các cái lĩnh vực kinh tế hay là các cái phân khúc kinh doanh á, thì chúng ta có thể thấy rằng ví dụ chúng ta bắt đầu từ cái mảng khách hàng doanh nghiệp hay là phân khúc khách hàng doanh nghiệp á, thì với cái việc với cái thực tế là cái dòng vốn FDI á, tiếp tục đổ mạnh vào Việt Nam. Như quý vị có thể thấy rằng cái vốn FDI á, cái giải ngân FDI á, trong 2 tháng đầu năm 2024 chẳng hạn thì đạt cái mức cao nhất trong 5 năm vừa qua và cũng đã tăng trưởng khoảng gần 10% so với 2 tháng cùng kỳ năm ngoái. Trong đấy nếu mà chúng ta nhìn vào cái vốn FDI mà là vốn đăng ký á, thì cái mức tăng nó còn mạnh hơn trong đa dạng trong cái lĩnh vực, kể cả cái lĩnh vực bất động sản nó cũng thể hiện cái tiềm năng của những lĩnh vực đó. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái khía cạnh khác của các doanh nghiệp, ví dụ như là về hoạt động xuất nhập khẩu cũng là một cái cốt lõi của cái cấu trúc của các doanh nghiệp Việt Nam á, thì cái kim ngạch xuất nhập khẩu trong 2 tháng đầu năm cũng đạt được mức cao nhất trong 5 năm qua. Thì đây là cái điểm rất là tích cực, thì chúng ta biết rằng là cái hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu trong nửa đầu năm ngoái thì có sự suy giảm, khi mà ở các cái doanh nghiệp trong nhiều ngành thì đều có cái mức sụt giảm đầu ra khoảng 20-30%. Khi mà
cái mức tiêu thụ ở các cái thị trường chính trên thế giới cũng đều bị suy giảm, đúng không? Do những cái vấn đề về thắt chặt tiền tệ. Thế thì cái điều này có ý nghĩa rất là tốt đối với các doanh nghiệp Việt Nam, bởi vì cái hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu, nó đóng một cái tỷ trọng rất là lớn. Thì đây cũng là cái động lực cho cái sự tăng trưởng trong năm 2024. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái ngành kinh tế mang tính chất nội địa, ví dụ như là chuỗi giá trị về bất động sản, thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là sau những cái khó khăn của nửa đầu năm ngoái hay là 9 tháng đầu năm ngoái, thì từ quý 4 vừa qua các cái doanh số về mua bán giao dịch bất động sản có cái tín hiệu tích cực, đúng không? Hay là chúng ta nhìn vào những khía cạnh khác của những cái các cái doanh nghiệp mà cung ứng trong nước là nhìn vào cái mức tiêu thụ hay là cái tiêu dùng nội địa thì cái tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ thì quý vị cũng có thể thấy trên màn hình là luôn đạt cái mức tăng trưởng dương trong những cái tháng vừa qua, có nghĩa là chúng ta đạt cái mức tăng trưởng liên tục. Thế thì cái điều đấy có nghĩa rằng là ở khía cạnh gọi là khách hàng thì cái sức tiêu dùng tăng lên, có nghĩa là nó tốt hơn cho các doanh nghiệp. Và ngược lại ấy, đối với cái khách hàng cá nhân ấy, hay là lĩnh vực bán lẻ thì chúng ta nhìn vào cái cơ cấu dân số Việt Nam thì cái tỷ lệ dân số được coi là tầng lớp trung lưu trở lên thì vẫn tiếp tục tăng nhanh, đúng không? Do những cái tốc độ phát triển chung của GDP của chúng ta thuộc loại tốt, do những cái yếu tố về ví dụ là cái tốc độ đô thị hóa vân vân và vân vân. Thì cái tỷ lệ tầng lớp trung lưu cũng đã tăng, ví dụ năm 2020 là tăng hơn gấp đôi so với 10 năm trước, là lên khoảng 41%, và chúng ta kỳ vọng rằng cái tỷ trọng này nó sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong những năm tới. Thì điều đó có nghĩa rằng cái tổng nhu cầu về tài chính của khách hàng, từ khách hàng doanh nghiệp hay khách hàng cá nhân đối với năm 2024 thì sẽ tiếp tục tăng trưởng. Thì đấy là cái điểm tích cực. Chúng ta có thể nhìn ở khía cạnh khác là những cái nhu cầu về tài chính của khách hàng. Ví dụ chúng ta nhìn vào cái thị trường về trái phiếu. Khi mà khách hàng cá nhân nắm giữ trái phiếu như là một cái công cụ để gọi là đầu tư và lưu giữ những tài sản của mình, thì cái dư nợ về trái phiếu chỉ chiếm có 15% so với GDP, rất là thấp so với các nước trong khu vực. Và ở những khía cạnh khác, ví dụ như tổng phí bảo hiểm trên GDP hay là cái giá trị chứng chỉ quỹ đang duy trì so với GDP, hay là dư nợ cho vay mua nhà so với GDP thì của chúng ta đều ở mức thấp so với các nước trong khu vực. Thì đó là cái dư địa của phát triển. Do vậy chúng tôi kỳ vọng rằng là trong năm 2024 thì cái việc cái động lực phát triển của ngành nó sẽ đến từ phân khúc khách hàng cá nhân đến phân khúc khách hàng doanh nghiệp, đúng không? Đặc biệt trong những cái lĩnh vực về FDI, về xây dựng hạ tầng tiêu dùng nội địa, ví dụ như là FMCG và bao gồm cả phục vụ xuất khẩu. Và đối với khách hàng cá nhân thì cái tầng lớp gọi là thu nhập từ cái tầng lớp thu nhập khá trở lên tiếp tục tăng cao, và số lượng tiếp tục tăng cao, đấy cũng là cái dư địa để cho ngành ngân hàng nói chung tiếp tục phát triển. Cảm ơn câu hỏi, câu trả lời của anh Hưng ạ. Vậy cũng xin hỏi anh thêm một câu hỏi nữa, đó là ngoài những động lực nêu trên thì yếu tố nào có thể xem là những cái yếu tố bất ngờ sẽ tác động tới bức tranh của ngành ngân hàng theo cả chiều tích cực và tiêu cực ạ? Xin mời anh. Vâng, cảm ơn chị Thủy. Thực ra thì dựa trên những cái yếu tố vĩ mô chính như các bạn đã thấy thì có thể có những cái yếu tố nó tác động mà cái mức độ thay đổi của nó có thể theo cái chiều hướng tích cực hơn hay là tiêu cực hơn. Ví dụ như chúng ta nói đến cái môi trường kinh tế toàn cầu, khi ở những cái thị trường chính như là Mỹ hay là châu Âu thì cái mức độ hồi phục của họ như thế nào, cái tốc độ của Fed sẽ giảm lãi suất để thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế ở các thị trường đó thì là nhanh hay chậm. Thì nó nếu mà nhanh thì nó sẽ là yếu tố tích cực, mà nếu mà chậm hơn thì kỳ vọng thì nó sẽ gọi là tác động ít tích cực hơn. Thì tôi nghĩ đó là một yếu tố quan trọng. Thế còn đối với thị trường trong nước của chúng ta thì ví dụ như là chúng ta nói đến cái sự hồi phục của thị trường bất động sản, đúng không? Mặc dù có những tín hiệu tích cực, thế nhưng mà cái tốc độ hồi phục tiếp tục gia tăng hay là ở mức chậm hơn thì nó cũng sẽ có những cái tác động nhất định. Bởi vì cả cái chuỗi cung ứng về bất động sản, xây dựng vân vân thì cũng đóng góp một tỷ trọng khá lớn đối với GDP. Hay là chúng ta nói đến việc là ở khía cạnh kinh tế vĩ mô của Việt Nam
thì cái yếu tố về lạm phát, yếu tố về lãi suất sẽ diễn biến như thế nào. Thì hiện nay theo cái dự báo chung thì chúng ta cũng nghĩ rằng là lạm phát sẽ có cái sự tăng nhẹ khi mà chúng ta tiếp tục duy trì cái môi trường lãi suất thấp để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế. Thế nhưng mà ví dụ một cái yếu tố có thể không tích cực là cái việc cái lãi suất nó ở thị trường Việt Nam nó tăng cao hơn cái dự kiến, thì cái điều đấy cũng sẽ có những cái ảnh hưởng đối với cái những cái chi phí tài chính của doanh nghiệp và cái sự tăng trưởng. Thế nhưng mà những cái yếu tố tích cực, gọi là mang tính chất không tích cực như vậy thì cá nhân tôi nghĩ rằng là cái xác suất xảy ra sẽ thấp hơn, bởi vì như quý vị có thể thấy rằng là hiện nay ở thị trường Việt Nam thì thanh khoản rất là dồi dào, và với những cái dòng vốn FDI lớn như vậy thì ngân hàng nhà nước hay là chính phủ nói chung thì cũng có nhiều cái dư địa để quản lý cái vấn đề lãi suất cũng như là vấn đề tỷ lệ. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn anh Hưng. Và sau đây thì tôi xin phép được quay trở lại với chị Hà. Và với những cái thông tin về triển vọng của ngành ngân hàng như vậy thì chị có khuyến nghị như thế nào với ngành ngân hàng ạ? Và cụ thể hơn là những cái cổ phiếu ngân hàng nào có tiềm năng nhất trong 2024 ạ? Xin mời chị ạ. Vâng, cảm ơn chị Thủy. Chắc là quý nhà đầu tư cũng nắm rõ những cái thông tin này. Đó là cổ phiếu ngân hàng thì đã tăng giá khá là mạnh, tăng khoảng 18% trong hơn 2 tháng đầu năm. Và theo cái gọi là sự theo dõi của chúng tôi ấy, thì hiện tại cái tỷ lệ mà PB dự phóng trung bình của 14 ngân hàng thì đang ở cái mức là khoảng là 1,25 lần, so với cả khoảng 1,05 đến 1,1 lần trong giai đoạn cuối tháng 12 2023, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình dài hạn là khoảng là 1,3 lần. Thì điều này cho thấy là một phần của cái triển vọng hồi phục của ngành ngân hàng trong năm 2024 đã được thể hiện vào định giá. Và ở HSC thì khi đưa ra khuyến nghị đối với cổ phiếu ngân hàng trong từng giai đoạn thì chúng tôi cân nhắc đến những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là triển vọng ngành, nền tảng cơ bản, vị thế của từng ngân hàng trong trung dài hạn, cũng như những cái câu chuyện riêng hay là những cái đột biến trong ngắn hạn. Và cái thứ hai đấy là định giá chung của ngành và của từng ngân hàng, định giá đang ở đâu so với quá khứ và định giá của các ngân hàng so với nhau. Thì khi mà cân nhắc những cái yếu tố trên thì ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi khuyến nghị, chúng tôi đánh giá là những cổ phiếu sau là những cổ phiếu gọi là có cái upside cao nhất trong năm 2024. Thứ nhất là chia thành hai nhóm, thứ nhất là ACB và VCB. Thì đây là những cái ngân hàng có chất lượng tài sản hàng đầu và có cái sự tăng trưởng ổn định về lợi nhuận và về gọi là cả stock performance, cả về tăng giá cổ phiếu qua các năm. Thứ ba thì đây là chúng tôi khuyến nghị cổ phiếu Techcombank, thì với cái câu chuyện dài hạn hấp dẫn và sự hồi phục mạnh mẽ của Techcombank trong năm 2024. Và một cổ phiếu nữa thì đó là Sacombank, thì cũng là cái sự kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận cao của năm 2024 và những cái thông tin tích cực liên quan đến việc Sacombank hoàn thành cái quá trình cơ cấu lại ngân hàng. Vâng, thì đó là cái khuyến nghị ở thời điểm hiện tại của HSC đối với cổ phiếu ngân hàng. Cảm ơn chị Hà. Như vậy là chúng ta nhớ rõ những mã cổ phiếu mà chị Hà đã khuyến nghị nhé. Trong đó thì chắc chắn là có Techcombank rồi. Và cũng có một câu hỏi, một thắc mắc với chị Hà, đó là trong định giá của Techcombank ấy thì đã bao gồm TCBS hay công ty chứng khoán Techcombank chưa ạ? Và nếu như mà để so sánh đưa lên bàn cân thì TCBS đứng ở đâu khi mà so với những công ty chứng khoán khác ở trên thị trường? Xin mời chị ạ. Vâng. Thì chúng tôi cũng muốn được chia sẻ cái quan điểm và cái cách mà HSC định giá như sau. Thì thứ nhất là có thể nói là chúng tôi đã bao gồm TCBS trong định giá của Techcombank. Thì khi định giá các cổ phiếu ngân hàng thì chúng tôi sử dụng số liệu hợp nhất, bởi vì là số liệu hợp nhất thì đã được điều chỉnh cho các cái giao dịch nội bộ của ngân hàng mẹ và các công ty con. Và cũng một phần đấy là do đóng góp của các công ty con, chúng tôi đang nói đến gọi là nói chung á, các công ty con của ngân hàng nói chung thì còn khá khiêm tốn so với cả ngân hàng mẹ. Thì khi mà định giá sử dụng số liệu hợp nhất thì cũng có thể nói là giá trị của các công ty con đã được bao gồm
một cách tương đối ở trong công ty mẹ. Nói cụ thể hơn về Techcombank và TCBS, thì trong cái giai đoạn 2016 đến 2023, thì TCBS đóng góp bình quân khoảng 10,8% về mặt doanh thu và khoảng 14,2% về mặt lợi nhuận trong cái kết quả hợp nhất Techcombank. Và những cái đóng góp này thì chủ yếu đến từ doanh thu phí, và trong khoảng 1-2 năm trở lại đây thì là còn có đóng góp thêm một phần về thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay ký quỹ đối với cổ phiếu. Thì hiện tại chúng tôi đánh giá là TCBS là một phần không thể tách rời trong chiến lược kinh doanh của Techcombank, và Techcombank sẽ tiếp tục duy trì cái tỷ lệ sở hữu chi phối ở TCBS trong giai đoạn sắp tới. Theo đây là quan điểm cá nhân của tôi, thì có nghĩa là trong vòng khoảng 5 năm tới thì là Techcombank vẫn duy trì trên 50% ở TCBS. Thì đối với cổ đông nhỏ lẻ sở hữu cổ phiếu Techcombank thì giá trị của TCBS hiện tại là nó nằm ở chính trong những cái đóng góp về doanh thu và lợi nhuận ở trên kết quả hợp nhất. Tuy nhiên là trong cái báo cáo cập nhật gần đây của chúng tôi ấy, chúng tôi có đưa ra một vài cái con số về giá trị tiềm ẩn của TCBS. Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn lưu ý là những cái con số này chỉ có giá trị tham khảo và không phải là định giá của chúng tôi về TCBS. Hay cụ thể hơn ở đây là như chúng tôi, nếu như giả định là cái phần equity hay là cái phần cổ phần của TCBS được định giá tương đương với mức PB hay là PE trung bình của top 3 công ty chứng khoán niêm yết ở trên thị trường, thì nếu như quý vị có thể nhìn thấy thông tin ở trên chat ở đây á, thì PB hiện tại đang là 2.2, PB trung bình là 2.2, còn PE trung bình là 21.8 lần. Và khi chúng ta nhân hai cái tỷ lệ đó với cả cái kết quả kinh doanh của TCBS ở năm 2023, nhân với lợi nhuận sau thuế và nhân với giá trị của phần vốn chủ sở hữu, thì chúng ta sẽ ra một cái giá trị ước tính của TCBS, phần vốn chủ của TCBS là khoảng gần 53.000 tỷ đồng. Và chúng tôi muốn so sánh cái con số này với cả cái giá trị sổ sách của phần vốn góp của Techcombank ở TCBS là khoảng 11.2 nghìn tỷ. Thì có nghĩa cái con số này hàm ý là gì ạ? Nếu như Techcombank bán bớt phần vốn ở TCBS đi, thì cái giá trị thị trường nó đang là hơn gấp 4 lần so với cả cái giá trị sổ sách của cái khoản đầu tư này ở TCBS. Vâng, thì tuy nhiên là chúng tôi cũng lại một lần nữa muốn lưu ý ở đây là đây không phải là định giá của chúng tôi về TCBS, bởi vì TCBS thì cũng cái mô hình hoạt động của TCBS nó cũng có những cái sự khác biệt so với cả những công ty chứng khoán hiện tại đang niêm yết trên thị trường. Xin cảm ơn chị Thùy. Rất cảm ơn chị Hà với phần giải thích rất là chi tiết vừa rồi. Tôi nghĩ là sau khi nghe phần giải thích này, chắc là rất nhiều quý nhà đầu tư cũng có những cái nhận định rất là tích cực đối với lại công ty chứng khoán Techcombank, cũng như là giá trị tiềm ẩn hay là đối với lại của TCBS đối với lại Techcombank. Sẽ có nhiều câu hỏi dành cho anh Minh sau vào phần Q&A đấy ạ. Nếu quý vị nhà đầu tư có câu hỏi gì cho anh Minh thì chúng ta hãy gõ vào phần Q&A của Zoom nhé. Và cũng nhân tiện là đang bàn về TCBS và chúng ta cũng có anh Xuân Minh, chủ tịch hội đồng quản trị của TCBS tại đây, thì anh có thể chia sẻ những cái đánh giá của anh về sự phục hồi ở trên thị trường trái phiếu và cái tác động của nó đối với lại Techcombank như thế nào đúng không ạ? Xin mời anh Xuân Minh ạ. Xin cảm ơn chị. Thật ra sự phục hồi của thị trường trái phiếu đối với Techcombank và TCBS của chúng tôi mà chúng tôi đang nhận thấy hiện nay là đang rất là mạnh mẽ. Nếu mà so với, thậm chí là so với cái giai đoạn mà gọi là trước khủng hoảng thanh khoản của thị trường vào cuối năm 2022, thì hiện nay cái sự phục hồi cũng như cái kinh doanh về trái phiếu tại Techcombank Group tại hai công ty là nó còn cao hơn. Thì để mà giải thích là lý do tại sao thì có thể là quay lại cái thời kỳ khủng hoảng vào khoảng, nếu mà quý vị nhớ là vào khoảng cuối năm 2022, khi mà chúng ta có nhận được rất nhiều thông tin không tốt, tiêu cực về thị trường trái phiếu, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi mà cái thị trường thanh khoản tiền tệ
thì dẫn đến chuyện là hàng loạt những cái doanh nghiệp phát hành cũng như các công ty tư vấn thì gặp vấn đề khó khăn. Thì đấy là cái thời kỳ có lẽ là khó khăn nhất của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu. Và cũng may mắn cho TCBS là cũng nhờ là quy trình và cái những cái công ty mà chúng tôi tư vấn phát hành cũng như những trái phiếu mà chúng tôi phát hành sau khi khi mà chúng tôi cũng đã khá là chặt chẽ trong cái chuyện thẩm định, thì tất cả các trái phiếu mà chúng tôi phát hành thì đều trả lãi cũng như trả gốc đầy đủ cho nhà đầu tư. Thì đấy cũng giúp rất là nhiều để mà củng cố niềm tin đối với những cái khách hàng của chúng tôi tại Techcombank cũng như tại TCBS. Và cũng trong cái thời gian mà từ đấy vào trong cái khoảng thời gian mà 2023 thì chúng tôi cũng dành rất là nhiều thời gian để mà đưa nhiều thông tin hơn, cũng là một cái cơ hội để mà có thể đưa nhiều thông tin để khách hàng tại Việt Nam hiểu hơn nhiều về trái phiếu mà chúng tôi cách phát hành cũng như là những cái quy trình, những cái thẩm định mà chúng tôi đã làm nó chặt chẽ như thế nào. Và như thế cũng phần nào cũng giúp cái việc là tạo niềm tin hơn cho nhà đầu tư của chúng tôi, cả những nhà đầu tư mà trước đây chưa từng là tham gia với TCBS trong mảng trái phiếu này. Một mặt khác thì trong năm 2023 thì chúng tôi thấy cũng khá là nhiều những cái công ty đồng nghiệp mà cạnh tranh với chúng tôi trước đây trong mảng trái phiếu thì họ cũng rời bỏ thị trường này. Và vì thế khi mà thị trường nó bình ổn lại cũng như là vào khoảng nửa năm năm ngoái, tức là từ khoảng quý 3 của 2023 thì chúng tôi bắt đầu thấy sự hồi phục mạnh mẽ. Sự hồi phục mạnh mẽ đây chủ yếu là từ nhu cầu của nhà đầu tư tham gia vào thị trường trái phiếu mà TCBS phát hành. Thì hiện nay là cái lượng để mà cho và cái sự hồi phục này nó tiếp tục ngày càng mạnh lên từ giữa năm ngoái đến hiện tại. Để mà cho quý vị có một cái hình dung là ví dụ như hiện nay á, thì cái lượng mà cái nhu cầu mà mua trái phiếu từ những cái trái phiếu mà chúng tôi phát hành hiện nay trung bình khoảng 250 đến 300 tỷ một ngày. Đây là một cái mức rất là cao và cao kỷ lục của TCBS trong khoảng 8 năm làm trái phiếu. Thì đấy cũng là một cái tín hiệu rất là mạnh mẽ và đáng mừng, và chúng tôi kỳ vọng là cái sự hồi phục này nó càng ngày càng mạnh hơn trong năm 2024. Cảm ơn anh Minh ạ. Như vậy là rất cảm ơn những chia sẻ đến từ các anh chị chuyên gia trong phần thảo luận với anh. Và sau đây xin mời quý nhà đầu tư chúng ta hãy bước vào phần 2 của chương trình với phần thảo luận về ngân hàng Techcombank ạ. Quay trở lại với bức tranh tổng quan về Techcombank thì câu hỏi tiếp theo tôi xin được phép quay lại với anh Hưng ạ. Anh Hưng, anh có thể cho biết triển vọng tăng trưởng và những cái động lực tăng trưởng chính của Techcombank trong năm 2024 này không ạ? Xin mời anh ạ. Cảm ơn chị Thủy. Xin thưa quý vị, là động lực tăng trưởng của Techcombank thì đầu tiên có lẽ phải nói đến những cái thế mạnh vốn có của Techcombank. Thì đương nhiên là Techcombank sẽ tiếp tục dựa trên những cái thế mạnh đó và nhân rộng để tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng cao. Thì đầu tiên tôi xin phép nói đến cái mảng quản lý gia sản. Thì đây là cái mảng mà Techcombank cũng đã bắt đầu từ rất sớm và thực sự là đóng cái vai trò tiên phong với cái vai trò cùng với cái sự đồng hành của TCBS đã đưa ra thị trường những cái sản phẩm khác nhau, đa dạng, phù hợp với cái khẩu vị rủi ro của mỗi cá nhân và góp phần chung vào cái việc gọi là đáp ứng nhu cầu về đầu tư, về sinh lời của mỗi cá nhân, nhưng đồng thời cũng thúc đẩy cái sự phát triển chung của cái thị trường lớn hơn, là như ví dụ như cái thị trường về thị trường vốn. Thế thì trong mảng này thì Techcombank là ngân hàng số 1, và ví dụ khi chúng ta nhìn vào cái giá trị về tài sản mà đang quản lý thì hiện nay đã lên mức khoảng gần 600.000 tỷ.
như anh Minh có chia sẻ với quý vị thì cái mảng trái phiếu cũng là mảng thế mạnh của Techcombank. Techcombank đang giữ cái thị phần số 1 về phát hành và phân phối trái phiếu. Hay là đối với việc môi giới cổ phiếu chẳng hạn thì chúng tôi cũng đã tăng trưởng tốt và đi lên cái vị trí thứ 3. Thì cái điều này nhờ cái hệ sinh thái của Techcombank và cả cái tập khách hàng cá nhân rất là tốt của Techcombank, khi chúng tôi có khoảng gần 50% thị phần về số lượng khách hàng có thu nhập cao. Thì như tôi có nói lúc nãy, khi mà cái cấu trúc dân số mà tiếp tục tăng cái tỷ trọng về dân số có thu nhập cao và có thu nhập khá, thì cái nhu cầu quản lý gia sản này ngày càng tăng lên, ngày càng tăng lên. Cho nên chúng tôi đương nhiên là sẽ tiếp tục củng cố cái thế mạnh này, tiếp tục sáng tạo, tiếp tục đưa ra những cái sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của người dân. Và do vậy sẽ cái mảng này sẽ là cái động lực tăng trưởng tốt của Techcombank, đặc biệt đối với nguồn thu về phí. Cái điểm thứ hai ấy là những nguồn thu về phí khác ngoài cái nguồn thu phí đến từ quản lý gia sản. Thì đây cũng là một cái thế mạnh của Techcombank, khi mà Techcombank có cái nguồn thu về phí đa dạng. Như quý vị có thể thấy là trong năm 2023, mặc dù một số cái thị trường chủ chốt như là thị trường trái phiếu hay là thị trường bank assurance nó cũng có những cái sự chậm lại, nhưng mà cái thu nhập phí của Techcombank thì không vì thế mà gọi là suy giảm, mà chúng tôi vẫn có cái sự tăng trưởng cái thu nhập phí tốt, và tiếp tục là cái ngân hàng đứng đầu về cái tỷ trọng thu nhập phí trên là tổng thu nhập hay là trên TOI. Khi mà nhìn vào cái cấu trúc thu nhập phí này thì nó đến từ phân khúc khách hàng cá nhân cũng như là phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Ví dụ như là đối với phân khúc khách hàng cá nhân thì Techcombank vẫn tiếp tục là cái ngân hàng số 1 về cái thị phần thanh toán thẻ tín dụng Visa chẳng hạn. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh những cái hoạt động thanh toán, bao gồm thanh toán qua thẻ và thúc đẩy cái tiêu dùng của khách hàng cá nhân, đáp ứng cái nhu cầu này của khách hàng. Khi mà đặc biệt là trong 2 năm qua thì Techcombank cũng đã đầu tư rất mạnh mẽ vào công nghệ và số hóa, cũng như những cái nền tảng về dữ liệu để chúng tôi mang ra những cái đề xuất giá trị và những cái trải nghiệm hoàn toàn mới theo cái tính chất cá nhân hóa cho khách hàng cá nhân, thì từ đó cũng sẽ thúc đẩy cái giao dịch của khách hàng nhiều hơn nữa, và qua đó là thúc đẩy cái nguồn thu về phí. Cái đối với khách hàng doanh nghiệp thì trong năm 2023 thì quý vị cũng có thể thấy rằng cái thu nhập phí từ khách hàng doanh nghiệp cũng có sự tăng trưởng rất là ấn tượng. Ví dụ như là thu nhập phí từ những cái hoạt động mà chúng tôi gọi là ngân hàng giao dịch, ví dụ như là phí thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, quản lý tiền mặt, rồi là phí về các cái dịch vụ thương mại, ví dụ như là thư tín dụng, thì tất cả những cái phí như vậy có cái sự tăng trưởng rất tốt khi mà chúng tôi tập trung vào số hóa và mang lại những cái trải nghiệm và những cái ban đầu mới cho khách hàng để thúc đẩy cái hoạt động thanh toán và cái gọi là cái trạng thái ngân hàng giao dịch chính của Techcombank, có nghĩa là khách hàng sẽ dùng Techcombank để giao dịch nhiều, từ đấy tăng được cái thu nhập về phí. Thì cái chiến lược này chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định đi theo và sẽ tiếp tục thúc đẩy cái đó. Và như tôi có chia sẻ lúc nãy, với cái sự phục hồi của thị trường, đặc biệt là đối với những cái hoạt động thương mại xuyên biên giới, tức là xuất nhập khẩu, hay là những cái hoạt động về xây dựng cơ bản, xây dựng hạ tầng, thì tất cả những cái nhu cầu về phí, những cái sản phẩm về thu nhập phí cũng sẽ tiếp tục tăng. Do vậy đây cũng là một cái động lực rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba mà tôi muốn nhấn mạnh ấy, thì là cái thế mạnh tiếp theo của Techcombank ấy, đấy là cái việc phát triển các chuỗi giá trị. Thì quý vị có thể thấy rằng là ví dụ như trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng thì Techcombank đã triển khai rất là thành công cái chiến lược về chuỗi giá trị, khi chúng tôi làm việc với các cái tập đoàn là những cái doanh nghiệp lớn và phát triển chuỗi giá trị từ đầu vào cho đến đầu ra và những cái giải pháp cho đến cái khách hàng là người mua cuối cùng. Và cái cách làm như vậy thì nó vừa đảm bảo được cái sự tăng trưởng bền vững, phát triển được nhiều khách hàng mới với cái chi phí rất là thấp, mà đồng thời quản trị được rủi ro tốt. Và thực tế thì thấy rằng là kể cả những cái lúc thị trường cũng có những cái khó khăn như hơn một năm qua thì cái chất lượng tài sản của Techcombank được duy trì hết sức là lành mạnh. Ví dụ như là trong những cái chuỗi giá trị bất động sản, chúng tôi đã thực hiện theo cái phương châm này thì tỷ lệ nợ xấu đối với các khách hàng doanh nghiệp là 0%. Còn nợ xấu đối với cái người vay mua nhà là khách hàng cá nhân thì duy trì mức hết sức lành mạnh là 1,5%. Và kể cả những cái khi chúng ta nói đến những cái ví dụ việc phát hành trái phiếu cho những cái khách hàng doanh nghiệp lớn trong các chuỗi giá trị này thì Techcombank và TCBS có lẽ là gọi là gì đây, không phải có lẽ mà là tất cả các cái trái phiếu mà
chúng tôi đã tư vấn phát hành thì đều function, đều hoạt động rất là tốt và đều thực hiện gọi là đúng những cái nhiệm vụ thanh toán, tức là không có cái việc trễ hạn thanh toán. Thì tất cả những cái cách tiếp cận về chuỗi như vậy thì chúng tôi đã tiếp tục đưa sang những cái lĩnh vực kinh tế khác, và đấy sẽ là những cái động lực tăng trưởng mới. Ví dụ như là đối với lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, chúng tôi làm việc với những cái nhà sản xuất lớn để phát triển chuỗi giá trị từ đầu vào là những nhà cung cấp của họ cho đến đầu ra là các nhà phân phối và người tiêu dùng, để cùng đạt được những cái mục đích như tôi đã nói lúc nãy. Cái điểm thứ tư ấy, là cái động lực nó sẽ tiếp tục đến từ việc Techcombank tiếp tục đa dạng hóa sang các cái phân khúc khách hàng mà trước đây Techcombank chưa trọng tâm. Thì ví dụ quý vị có thể thấy rằng trong mảng bán lẻ thì Techcombank có thị phần rất là tốt trong những cái phân khúc khách hàng có thu nhập cao. Thì với tất cả những cái đầu tư về nền tảng số hóa và dữ liệu mà chúng tôi xây dựng trong 2 đến 3 năm qua, thì chúng tôi tiếp tục đưa những cái thế mạnh của mình nhưng mà đưa nó lên cái một cái mô hình kinh doanh mới mang tính chất số hóa rộng, số hóa sâu hơn, số hóa từ đầu đến cuối để cung cấp cho những khách hàng, ví dụ như khách hàng thu nhập khá và khách hàng có thể một phần là khách hàng thu nhập thấp đối với những cái hoạt động giao dịch hàng ngày. Thì đấy là những cái động lực tăng trưởng rất là lớn bởi vì cái thị trường nó còn rất là rộng lớn. Hay là đối với khách hàng doanh nghiệp chẳng hạn, thì 2-3 năm trước đây chúng tôi chưa trọng tâm vào phân khúc khách hàng nhỏ và siêu nhỏ, thì trong vòng 2 năm vừa qua chúng tôi bắt đầu đa dạng hóa sang những cái phân khúc đó với cùng những cái nền tảng mà chúng tôi đã xây dựng cho khách hàng cá nhân để phục vụ những phân khúc như vậy. Và trong năm 2023 thì chúng tôi cũng đạt được những cái kết quả cũng rất là tích cực. Ví dụ như là cái số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ mới mà chúng tôi có được trong năm 2023 cũng lên tới gần 30.000 khách hàng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục cái việc đa dạng hóa như vậy. Và trong cái việc phát triển khách hàng mới này và đa dạng hóa này thì cái việc hợp tác với các đối tác chiến lược nó sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Thì Techcombank cũng có những cái đối tác chiến lược ở các cái khía cạnh khác nhau. Ví dụ như chúng tôi hợp tác với One Housing để hoàn thiện cái hành trình số hóa cho khách hàng khi mà thực hiện cái hoạt động mua nhà. Bởi vì One Housing cũng rất là giống với TCBS ở khía cạnh là một doanh nghiệp rất là tiên phong trong việc gọi là áp dụng số hóa và công nghệ và dữ liệu vào cái hoạt động kinh doanh. Ở trong trường hợp này là hoạt động môi giới bất động sản, thì họ có những cái danh mục bất động sản rất là chất lượng cao, rất là hấp dẫn, và những cái trải nghiệm khách hàng rất là tiện lợi. Ví dụ như định giá chỉ mất 2 phút trên cái nền tảng số. Thì khi chúng tôi kết hợp với One Housing thì cái hành trình số hóa của khách hàng khi mua nhà và vay mua nhà nó sẽ được liền mạch và sẽ giúp khách hàng đi đến những cái quyết định đúng đắn, phù hợp với cái năng lực tài chính của mình, cũng như là những cái trải nghiệm mua nhà nó liền mạch. Thì ở một cái khía cạnh khác là chúng tôi cái việc hợp tác với đối tác để phát triển khách hàng mới và gia tăng cái chiều sâu quan hệ với khách hàng bằng cách là đưa những cái giá trị tới khách hàng nó mang tính chất là mạnh mẽ hơn và cao hơn. Thì chúng tôi cũng đã một hai lần đề cập đến VinLife, thì đây là một ví dụ điển hình khi mà chúng tôi hợp tác để cùng đưa đến cái trải nghiệm mua hàng rất là đặc biệt, rất là độc nhất vô nhị và tiện lợi đối với khách hàng, nhưng mà đồng thời khách hàng cũng nhận được những cái lợi ích tài chính tốt, ví dụ là những cái mua đúng với mặt hàng mình muốn với những cái giá tốt nhất, với những cái ưu đãi tốt nhất. Thì đấy là những cái cách tiếp cận mà Techcombank sẽ tiếp tục tập trung để tạo cái tăng trưởng tốt không chỉ cho năm 2024 mà kể cả cho tăng trưởng về dài hạn. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh Hưng ạ. Trong phần chia sẻ về mô hình kinh doanh của Techcombank thì anh Hưng cũng có nhắc tới dịch vụ quản lý gia sản. Đây cũng là một dịch vụ khá là mới. Vậy quản lý gia sản là gì ạ? Và đây có phải là dịch vụ chỉ dành cho phân khúc khách hàng giàu có hay không? Xin mời anh Minh, anh có thể giúp trả lời câu hỏi này không ạ? Thật ra là chúng ta hay nói với nhau là Việt Nam đang có cái dân số vàng. Thế thì nó có nghĩa là như thế nào? Thì thật ra bản chất nó là vì là phần lớn dân số Việt Nam hiện nay đang ở cái độ tuổi trung bình khoảng 30 cộng. Thì đấy là cái độ tuổi của một con người mà khi họ đã có cái công việc đã khá ổn định. Đấy là cái độ tuổi mà khi họ bắt đầu lập gia đình, bắt đầu có người con đầu tiên, bắt đầu có những cái nhu cầu tích lũy trong tương lai cho những cái kế hoạch tương lai. Đấy là những cái độ tuổi mà
mà bắt đầu khi mà họ có công việc ổn định và có thu nhập nó khá hơn và nó ổn định hơn, thì cái nhu cầu không còn là lo để đủ ăn hay là lo để đủ mặc, mà cái nhu cầu là làm thế nào mà hàng tháng, hàng năm khi mà tôi tiết kiệm được một cái khoản tiền từ cái thu nhập của tôi, thì làm thế nào để có thể tối ưu hóa được cái lợi nhuận cho những cái khoản tích lũy này theo năm tháng, để mà tôi có thể đạt được một số cái nhu cầu khác. Ví dụ như là dần dần tôi muốn, vợ chồng chúng tôi muốn mua một căn nhà mới, một căn hộ mới, chúng tôi muốn mua xe, hoặc là chúng tôi muốn lập kế hoạch tích lũy để sau này con cái chúng tôi được đi học ở nước ngoài. Đấy là những cái kế hoạch rất là dài hạn mà họ bắt đầu muốn đến việc đấy. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta nhìn vào Việt Nam, cách đây khoảng 10 năm thì ở Việt Nam không có nhiều lựa chọn cho những cái nhu cầu tích lũy như thế, tích lũy đầu tư như thế. Chủ yếu người Việt Nam trước đây là có thể là đầu tư vào bất động sản. Đấy là cái mảng mà có lẽ là đối với người dân châu Á thì nó cũng phải chiếm 50-60% cái tổng tiền họ tích lũy được. Ngoài ra thì nếu mà 10 năm trước thì chủ yếu là khách hàng người Việt, nếu mà không đầu tư bất động sản thì cũng chỉ là gửi tiền tiết kiệm hoặc là có thể là mua một ít vàng chẳng hạn. Thì bây giờ cái lựa chọn ngày càng phức tạp hơn đối với nhà đầu tư tại Việt Nam. Họ muốn phân bổ cái tài sản của họ vào nhiều sản phẩm hơn. Ví dụ như một ít vào cổ phiếu, một ít vào trái phiếu, một ít vào quỹ đầu tư, hoặc thậm chí là một ít vào những cái sản phẩm cấu trúc khác mà mang tính đầu tư, có thể là rủi ro cao hơn nhưng mà có lợi nhuận cao hơn. Ngoài ra thì cái nhu cầu về gia sản của họ không phải chỉ là cái tài sản hoặc là tiền họ có được, mà là cũng là cái nhu cầu về vay vốn của họ. Tôi ví dụ một cái đơn giản là vay vốn để mà trả góp mua nhà hoặc là trả góp mua xe. Đấy là cũng là một trong những cái nhu cầu trong cái quản lý gia sản mà chúng tôi muốn muốn mang đến cho khách hàng của chúng tôi tại Techcombank hay là TCBS. Thì hiện nay á, Techcombank đang rất tiên phong trong cái mảng quản lý gia sản này, cũng như là chúng tôi đang có cái vị thế rất thuận lợi để mà đáp ứng được cái nhu cầu về quản lý gia sản cho khách hàng tại Việt Nam. Ví dụ như là chúng tôi về mảng bất động sản thì chúng tôi có những cái đối tác phát triển bất động sản là lớn nhất Việt Nam và rất là uy tín tại Việt Nam. Cái mảng về cho vay bất động sản đi cùng với các đối tác phát triển bất động sản của chúng tôi thì đang cũng phát triển mạnh mẽ, cũng là top đầu tại Việt Nam. Mảng quản lý gia sản, mảng đầu tư thì trái phiếu hiện nay Techcombank và TCBS có khoảng 50% thị phần về phát hành trái phiếu cũng như là phân phối trái phiếu cho nhà đầu tư như là một kênh đầu tư. Về đầu tư vào cổ phiếu thì cũng là top 3. Về cho vay ký quỹ thì hiện nay TCBS là đứng số 1 thị trường với khoảng 9,5% thị phần. Thì đấy là một cái cơ hội mà Techcombank và TCBS chúng tôi luôn theo đuổi và luôn luôn đi tiên phong thị trường trong cái mảng quản lý gia sản này. Thế thì câu hỏi tiếp theo là nếu mà khi mà nói đến quản lý gia sản, tức là phải quản lý một cách rất là cá nhân hóa đến từng người, tại vì từng khách hàng thì họ có những cái nhu cầu về quản lý cũng như là nhu cầu đầu tư hay nhu cầu chi tiêu của họ trong tương lai rất là khác nhau. Thế thì làm thế nào mà Techcombank có thể quản lý được 1.000 người, 2.000 người những cái dịch vụ đấy? Thế làm thế nào mà có thể cung cấp cái dịch vụ quản lý gia sản này cho 1 triệu người, 2 triệu người, hoặc là cho tất cả những khách hàng của chúng tôi là khoảng trên 10 triệu người, người dân Việt Nam? Thì không thể không nói đến cái việc là đầu tư vào công nghệ cũng như là đầu tư vào cơ sở dữ liệu rất là mạnh mẽ của Techcombank cũng như là của TCBS theo cái xu hướng mà chúng tôi hay gọi là WealthTech, đầu tư vào các nền tảng để mà nhà đầu tư không những qua tư vấn là các chuyên gia hoặc chuyên viên của chúng tôi mà cũng có thể là tự tự vào và tự quản lý cái gia sản của mình theo cái ý
mong muốn của mình. Thì đấy là cái mà Techcombank và TCBS đang rất tiên phong trên thị trường. Và đây là một cái mảng mà tôi nghĩ rất tiềm năng trong những năm sắp tới. Vâng, cảm ơn anh Minh ạ. Và như vậy thì với lại những động lực ở trong 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 mô hình kinh doanh của Techcombank như là phát triển các dịch vụ quản lý gia sản này, thu nhập từ phí, phát triển các chuỗi giá trị như là mở rộng khách hàng, thì với những cái động lực đó thì anh Hưng có thể chia sẻ cái bức tranh về triển vọng kết quả kinh doanh hay là về góc độ tài chính ấy, của Techcombank cho năm 2024 tới được không ạ? Xin mời anh ạ. Vâng, cảm ơn chị. Thì thực ra với những cái động lực như vậy thì chúng tôi cũng kỳ vọng cái tăng trưởng trong 2024 sẽ tích cực. Có thể nói đầu tiên ấy, có lẽ chúng ta nói về mặt nguồn vốn thì Techcombank sẽ tiếp tục tập trung vào cái thế mạnh của mình là cái tỷ lệ CASA tốt, cho nên chúng tôi cũng sẽ kỳ vọng rằng là tỷ lệ CASA với tất cả những cái đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện và những cách tiếp cận mới cũng đi kèm với các cái sự hồi phục của những cái thị trường chính thì chúng tôi kỳ vọng rằng là tỷ lệ CASA sẽ tiếp tục hồi phục trong năm 2024 và tăng trưởng lên những cái mức cao hơn. Thì từ đấy nó sẽ có tác động tốt đến cái chi phí về huy động vốn nói chung, khi mà chúng tôi cũng kỳ vọng rằng COF như vậy cũng sẽ đi xuống và do vậy cái nó sẽ có tác động tốt đến NIM và NIM sẽ hồi phục sau khi mà đi xuống đến mức thấp trong năm 2023. Mức thấp đây là so với cái NIM lịch sử của Techcombank. Thế thì từ đấy cái thu nhập từ lãi đương nhiên là sẽ tiếp tục tăng trưởng khi mà chúng ta mở rộng những cái cơ sở khách hàng và cái base về dư nợ, đúng không? Cùng với cả cái NIM có sự cải thiện. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái thu nhập từ phí, đây là cái trọng tâm chính, trọng tâm lớn của Techcombank. Thì chúng tôi, như tôi cũng đã chia sẻ với quý vị lúc nãy, thì với cái động lực phát triển như vậy, cơ hội phát triển như vậy cùng với những cái thế mạnh của Techcombank thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng thu nhập về phí sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đó, sau những cái tăng trưởng cũng rất là tốt ở năm 2023. Bên cạnh đấy thì nếu mà nói về tổng thu nhập thì đương nhiên trên cơ sở như vậy thì cái chúng tôi kỳ vọng rằng cái thu nhập hoạt động và cả lợi nhuận trước thuế sẽ có sự tăng trưởng tốt. Và cụ thể những cái kế hoạch tăng trưởng này thì chúng tôi sẽ xin phép báo cáo ở cái đại hội cổ đông sắp tới. Ở một khía cạnh khác, khi nói thì có thể nói đến cái chất lượng tài sản thì như chị Hà lúc đầu có nói, chị Hà cũng có những cái lo ngại về cái chất lượng tài sản chung của ngành, thì cũng xin chia sẻ với quý vị rằng là đối với chất lượng tài sản thì Techcombank cũng đang có cái chất lượng tài sản ở mức tốt và lành mạnh như tôi có chia sẻ một phần lúc nãy. Thì cuối năm 2023 thì cái mức NPL của chúng ta đang ở cái mức khoảng 1,19%, thì chúng tôi kỳ vọng rằng nó NPL nó sẽ tiếp tục duy trì ở cái mức lành mạnh này trong năm 2024. Và một cái yếu tố cuối cùng thì tôi cũng muốn xin nhắc tới là cái thế mạnh về nền tảng vốn của Techcombank. Thì Techcombank là ngân hàng thuộc loại có cái nền tảng vốn dày nhất trong ngành ngân hàng. Ở cái thời điểm cuối năm 2023 thì chỉ số K của chúng tôi là khoảng mức 14,4%. Thì kể cả với những cái điều mà chúng tôi cũng có công bố gần đây, ví dụ như là về cái dự kiến về cái việc chúng tôi sẽ trình về chính sách chia cổ tức tiền mặt, thì với cái dự kiến về lợi nhuận của Techcombank vân vân thì chúng tôi cũng vẫn kỳ vọng rằng cái nền tảng vốn K này nó sẽ tiếp tục duy trì ở cái mức chỉ số như vậy, trên cơ bản là như vậy. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn những chia sẻ đến từ các anh chị khách mời trong chương trình của ngày hôm nay. Như vậy là chúng ta đã đi qua 3 phần thảo luận chính của chương trình rồi. Và tiếp theo đây thì chúng ta sẽ cùng đến với phần Q&A. Trong đó các khách mời thì sẽ trả lời những câu hỏi được các nhà đầu tư đã để lại trong mục Q&A của Zoom. Và cũng như là có rất nhiều những câu hỏi đã được gửi đến cho chương trình thông qua email từ trước hội nghị ngày hôm nay cả. Và cũng xin nhắc lại với quý nhà đầu tư là chúng ta vẫn còn một phần đố vui có thưởng với những phần quà đến từ HSC vào cuối chương trình. Vâng, và tiếp theo đây xin được bắt đầu vào phần trả lời câu hỏi Q&A ạ. Và
Bắt đầu cho phần câu hỏi Q&A của chương trình thì xin phép được đặt câu hỏi đầu tiên với chị Hà. Có là chị Nguyễn Thu Hằng, một khách hàng đã gửi câu hỏi qua email, thì chị cũng có hỏi là chị hỏi hai câu. Thứ nhất đó là cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng thì được dự báo là sẽ có tăng trưởng tốt trong năm 2024 này. Vậy thì theo các diễn giả và anh chị thì nhà đầu tư nên đầu tư bao nhiêu phần trăm cổ phiếu ngân hàng trong giỏ đầu tư của mình trong năm nay? Và thứ hai là cổ phiếu Techcombank đã có mức tăng trưởng đầy ấn tượng trong năm 2023 rồi. Các diễn giả và anh chị dự báo cổ phiếu Techcombank sẽ tăng trưởng như thế nào trong năm 2024 này ạ? Cảm ơn chị Hà. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của chị Hằng. Thì phần câu hỏi thứ nhất là liên quan đến khuyến nghị về tỷ lệ phần trăm cổ phiếu ngân hàng trong giỏ đầu tư trong năm 2024. Thật ra thì ở trong cái báo cáo chiến lược đầu năm của HSC thì chúng tôi cũng đưa ra cái khuyến nghị về tỷ trọng, hay là đây gọi là neutral đối với cổ phiếu ngân hàng. Thì mặc dù là có những cái kỳ vọng về sự tăng giá cổ phiếu và cái sự tăng trưởng về lợi nhuận của ngành ngân hàng khá là tốt trong năm 2024. Thì tuy nhiên là cái tỷ trọng của cổ phiếu ngân hàng trong VN Index hay VN30 thì nó đã rất là cao rồi. Nó đã khoảng nằm khoảng là 37%, nếu như mà tôi nhớ không không nhầm, khoảng 37%. Chính vì thế nên là tôi nghĩ là nếu mà mình gọi là overweight ngành ngân hàng trong cái danh mục đầu tư của mình thì nó cũng có cái phần gọi là rủi ro đó. Cho nên là mặc dù là khuyến nghị là neutral về US, thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể lựa chọn những cái cổ phiếu tốt. Chúng ta không nhất thiết phải đầu tư tất cả các cổ phiếu ngân hàng, đúng không ạ, mà chúng ta sẽ chỉ lựa chọn một vài cổ phiếu mà chúng ta có cái niềm tin là nó sẽ tăng giá, thì chúng ta sẽ lựa chọn cổ phiếu gọi là như như danh mục mà chúng tôi đã khuyến nghị đấy ạ. Có nghĩa là những cổ phiếu theo định giá là còn tương đối rẻ và nó có cái câu chuyện, nó có cái động lực tăng trưởng hồi phục ở trong năm 2024. Vâng, vì đây là câu trả lời thứ nhất. Thì đây là chúng tôi vẫn khuyến nghị là neutral, nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn một số cổ phiếu ngân hàng tốt để đầu tư. Ý thứ hai ở đây là chị hỏi là cổ phiếu Techcombank đã có mức tăng trưởng đầy ấn tượng trong năm 2023, và dự báo cổ phiếu Techcombank sẽ tăng trưởng như thế nào trong năm 2024. Thật ra thì có thể nhờ ban tổ chức chia sẻ lại cái slide mà tôi trình bày về stock performance của năm 2023 và 2024 không ạ? Thật ra thì trong năm 2023 thì cái sự tăng giá của cổ phiếu Techcombank thì thật sự là nếu mà so với một vài những ngân hàng khác thì chưa phải là gọi là ấn tượng. Bởi vì sao? Bởi vì trong năm 2023 thì chúng ta có thể thấy là trong 3 quý của 2023 đi thì những cái rủi ro mà liên quan đến bất động sản hay là trái phiếu doanh nghiệp là những cái mảng mà kinh doanh khá là cốt lõi của Techcombank ấy thì vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy nên là cái sự hồi phục trong giá hay là định giá của cổ phiếu Techcombank trong năm 2023 là chỉ là ở mức độ vừa phải, gọi là phục hồi từ đáy. Thế nhưng mà sau này bắt đầu sang đến quý 4 thì chúng ta đã nhìn thấy rõ hơn những cái dấu hiệu hồi phục và ở trong những cái mảng hoạt động chính của Techcombank. Đó, chính vì thế nên là phải đến tận tầm cuối quý 4 và sang đến năm 2024 thì chúng ta mới thấy được cái sự bật lên mạnh mẽ của cổ phiếu Techcombank. Và ở HSC thì cái định giá mới nhất hay là cập nhật nhất mà chúng tôi định giá cổ phiếu Techcombank thì là định giá ở mức là 51.000 trong năm 2024. Thì nếu mà tính theo giá đóng cửa của ngày hôm nay thì có nghĩa là còn khoảng 19-20% upside đối với cổ phiếu Techcombank. Và tôi thì vẫn tin là đây là một cái mức định giá. Nếu mà nói khiêm tốn thì cũng không hẳn, thế nhưng mà đây là một chúng tôi định giá Techcombank forward PB forward ở thời điểm 2024, cuối 2024 mới là hơn 1,2 lần. Thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi cũng đã có cân nhắc về những cái gọi là rủi ro có thể trong trong các cái gọi là tăng trưởng hay là những cái hay là mô hình hoạt động kinh doanh của Techcombank. Vâng, vì thế cho nên là đối với tôi mà nói thì tôi nghĩ là ở cái mức giá này thì cổ phiếu Techcombank vẫn là hấp dẫn ạ.
Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị Hà với câu trả lời vừa rồi. Tôi cũng có quan sát thấy là có rất nhiều nhà đầu tư cũng có câu hỏi tương tự liên quan đến việc là liệu là cái cổ phiếu Techcombank định có còn định giá tốt, có còn mua được ở giai đoạn này hay không, thì chắc là câu trả lời của chị Hà vừa rồi cũng đã giải đáp phần nào thắc mắc của quý anh chị ạ. Xin được phép chuyển sang một câu hỏi thứ hai mà cũng là một chủ đề mà được rất nhiều các nhà đầu tư quan tâm, đó là về vấn đề trả cổ tức của Techcombank ạ. Thì câu hỏi này xin phép được hỏi anh Hưng. Có một câu hỏi đó là được biết là Techcombank có dự kiến trả cổ tức lần đầu tiên vào năm tới, thì liệu đây có phải là dấu hiệu cho một thời kỳ mới, một định hướng mới của Techcombank hay không? Một khán giả khác cũng có câu hỏi tương tự, đó là liệu năm nay thì ngoài dự định kế hoạch cổ tức bằng tiền mặt dài hạn thì Techcombank có ý định là chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu hay không, khi mà các ngân hàng khác thì cũng đang ồ ạt tăng vốn điều lệ và bản thân Techcombank thì cũng đã trích khoảng 35.000 tỷ vào quỹ bổ sung tăng vốn điều lệ trong năm qua. Và xin mời ngừng ạ. Vâng, cảm ơn chị. Thì xin thưa với quý vị rằng là trong những cái buổi họp báo về với nhà đầu tư, với quý vị cổ đông vào cuối tháng 1 thì tôi cũng đã có chia sẻ rằng là Techcombank thì đến năm nay cũng đã kết thúc 10 năm thực hiện cái chính sách là không chia cổ tức. Và chúng tôi từ năm 2024 thì Techcombank cũng có dự định rằng là thực hiện chia cổ tức, và chúng tôi cũng dự kiến là sẽ trình để phê duyệt chính thức cái chính sách, gọi là ví dụ như hàng năm chúng tôi trích 20% 20% lợi nhuận để chia trả cho cổ tức bằng tiền mặt, thì nó cũng tương đương đâu đó khoảng 1.500 đồng một cổ phiếu. Thì xin quý vị kiên nhẫn thêm với chúng tôi sau khi mà để cho nó đúng nguyên tắc thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện chính thức hóa những việc đấy, hoàn thiện những thủ tục và sẽ báo cáo chính thức, và lúc đó cũng sẽ trả lời luôn cái câu hỏi thứ hai của quý vị là có chia cổ tức bằng cổ phiếu hay không. Đúng không? Tất cả trong những cái việc này thì tất cả nó đều open, nó đều mở, đều là những cái option mà Techcombank đang cân nhắc, và khi mà chúng tôi đánh giá xong và thực hiện xong tất cả các thủ tục thì sẽ xin phép được sự thông báo và truyền thông chính thức đến các quý vị. Vâng, cảm ơn anh Hưng. Và câu hỏi tiếp theo thì cũng là một câu hỏi liên quan đến hoạt động của Techcombank, đó là câu hỏi về NIM ạ. Câu hỏi này cũng được ba bốn nhà đầu tư đặt câu hỏi cơ. Và tôi xin phép được đọc câu hỏi cho anh Hưng. NIM năm 2024 của Techcombank thì xuống rất thấp so với trung bình 5 năm từ 2018 đến năm 2022, và cũng kéo theo ROAE thì xuống khá thấp, chỉ tương đương với trung bình ngành thôi. Vậy thì trong điều kiện lãi suất thấp kỷ lục như hiện nay thì Techcombank có thể kỳ vọng NIM của mình hồi phục về mức nào? Và Techcombank dự kiến là có những cái giải pháp cơ bản nào để cải thiện ROAE trong năm 2024? Cảm ơn quý vị đã có câu hỏi cũng rất là hay. Đây cũng là một cái điểm rất là quan trọng trong cái hoạt động ngân hàng nói chung và đối với Techcombank nói riêng. Thì thực ra tự như lúc nãy tôi có trình bày với quý vị thì tôi cũng có đề cập một chút đến NIM. Thì Techcombank đúng là như quý vị có quan sát thì trong năm 2023 thì cái mức NIM của Techcombank nó đi xuống so với những năm trước. Thì ở đây chúng ta cùng hiểu về bản chất của nó thì nó có mấy cái yếu tố tác động. Thứ nhất ấy là những năm trước thì NIM của Techcombank là ở mức rất là cao so với ngành. Đó, thành ra khi đi xuống thì đang ở mức rất cao, khi đi xuống thì chúng ta thấy nó hơi gọi là hững hụt chút. Thế thì cái NIM cao đấy nó đến từ cái việc Techcombank đã thực hiện rất là tốt tất cả những cái chiến lược về phát triển khách hàng và cái chiều sâu quan hệ với khách hàng để có những cái thị phần tốt về dòng tiền, và qua đó là có nhiều khách hàng sử dụng Techcombank để giao dịch cho cái hoạt động hàng ngày cũng như là giao dịch cho những cái hoạt động đầu tư đó. Thế thì từ đấy Techcombank có cái tỷ lệ CASA rất là tốt, thì nó đóng góp quan trọng vào cái NIM cao trong những năm trước. Nhưng chúng ta cũng cùng hiểu rằng là trong năm 2023, nhất là một cái đầu năm 2023, cuối năm 2022 khi mặt bằng lãi suất tăng cao đồng thời những cái thị trường đầu tư chính thì có những cái sự gọi là chậm lại, ví dụ như đầu tư về bất động sản đúng không, thị trường chứng khoán cũng chậm lại, thị trường trái phiếu chậm lại. Thế thì mà trong khi lãi suất huy động thì lại tăng cao thì cũng dễ hiểu rằng là các nhà đầu tư hay là khách hàng cá nhân nói chung thì sẽ gọi là
chậm lại cái, hoặc là cơ cấu lại cái danh mục tài sản của mình và để tiền ở TD nhiều hơn. Đó, do vậy là cái hoạt động đầu tư nó cũng thu hẹp lại thì cái dòng tiền CASA nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó, và cái điều này nó cũng đến đối với những cái lĩnh vực kinh tế khác, hay kể cả những doanh nghiệp thôi, khi mà cái hoạt động kinh doanh nó khó khăn, nó chậm lại thì nó cũng ảnh hưởng đến CASA của doanh nghiệp. Thì từ đấy thì nó ảnh hưởng đến CASA chung của ngành ngân hàng. Nhưng mà Techcombank thì cái tỷ trọng Techcombank, CASA của Techcombank thì rất là cao. Và Techcombank thì những cái tỷ trọng CASA đấy nó đến không chỉ từ cái dòng tiền hoạt động kinh doanh hàng ngày hay là hoạt động sinh sống hàng ngày mà cả cái hoạt động đầu tư nữa. Cho nên là khi mà cái thị trường đầu tư nó suy giảm thì nó cũng ảnh hưởng đến cái CASA của Techcombank nhiều hơn là các ngân hàng khác. Thế nên mặc dù là cái tỷ lệ CASA của Techcombank trong năm 2023 vẫn ở mức cao so với ngành, nhưng mà NIM thì nó giảm xuống theo cái NIM lịch sử của Techcombank. Đó, thế thì tuy nhiên thì quý vị có thể thấy là cho đến cuối năm 2024 ấy, thì cùng với cái sự phục hồi của các cái thị trường, tức là những cái dấu hiệu phục hồi của những cái thị trường như thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán cũng ấm áp hơn, rồi là các cái môi trường lãi suất thì lại quay về cái mức rất là thấp, đúng không? Thì tất cả những cái yếu tố tích cực đấy thì nó cũng tác động tốt hơn đến cái việc huy động vốn và cái CASA. Nhưng mà hơn thế nữa thì tất cả những cái đầu tư mà Techcombank đã thực hiện trong mấy năm qua, như tôi có báo cáo với quý vị lúc nãy, trong lĩnh vực thanh toán, trong cái lĩnh vực giao dịch và ngân hàng giao dịch, kể cả cho khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, thì những cái đầu tư đấy chúng tôi thương mại hóa, đưa ra thị trường, đưa đến khách hàng thì nó bắt đầu mang lại những cái kết quả, và như vậy nó cũng tác động đến cái CASA tốt hơn. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng cái điều đấy, cái đà đấy cùng với sự thương mại hóa tiếp tục của những cái năng lực như vậy sẽ ảnh hưởng tốt hơn đến CASA. Quý vị có thể thấy rằng là ví dụ gần đây Techcombank đưa ra cái tính năng mới gọi là auto earning, tức là khả năng sinh lời tự động. Nhưng mà một cái ví dụ điển hình là chúng tôi luôn cố gắng dùng những cái năng lực về dữ liệu, về phân tích trong cái việc phát triển sản phẩm và tính năng mới cho khách hàng, để cái trải nghiệm của khách hàng trong những cái hoạt động, ví dụ trong tình huống này là tối ưu cho khách hàng những cái dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn, đúng không? Để gia tăng, gọi là tối đa hóa cái khả năng sinh lời cho khách hàng. Thì những cái điều như vậy nó cũng sẽ đóng góp vào cái việc gọi là khả năng huy động vốn của Techcombank ở cái chi phí thấp hơn. Do vậy là chúng tôi kỳ vọng rằng cái NIM trong năm 2024 sẽ tiếp tục cái đà hồi phục và đi lên so với năm 2023. Cảm ơn anh Hưng. Vậy vì là cũng có rất nhiều các nhà đầu tư thì cũng rất mong là anh có ước lượng được một cái con số mà nó chính xác hơn đối với lại NIM, thì không biết là anh có thể tiết lộ được con số này không ạ? Và NIM ở đây thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, thành ra là nên bảo để đưa ra một con số chính xác thì nó cũng không dễ, đúng không? Và tôi nghĩ rằng là với cái mức NIM của Techcombank cuối năm 2023 ở mức 3,9% thì chúng tôi kỳ vọng rằng NIM năm 2024 của Techcombank nó sẽ nằm trong khoảng 4 đến 4,5-4,6%. Vâng, rất cảm ơn anh Hưng với phần trả lời vừa rồi. Và sau câu hỏi về NIM thì chúng ta sẽ sang một chủ đề, đó là về nợ xấu ạ. Câu hỏi về nợ xấu thì cũng có nhà đầu tư thì quan tâm đến nợ xấu của ngành, và cũng có nhà đầu tư thì quan tâm tới nợ xấu của Techcombank. Phần về ngành thì xin phép được mời chị Hà sẽ trả lời, và phần nợ xấu của Techcombank thì sẽ xin phép được hỏi anh Hưng ạ. Thì câu hỏi như sau. Nợ xấu của ngành ngân hàng thì tăng mạnh lên 4,93% cuối năm 2023, thì có phải là phần lớn nợ xấu đến từ SCB hay không? Vì các ngân hàng không đồng và dưới kiểm soát đặc biệt khác thì lại không đổi. Và một khách hàng khác là anh Cảnh thì cũng có hỏi là nợ xấu ngành ngân hàng thì có đáng lo hay không? Và nợ xấu của Techcombank thì như thế nào? Và xin được phép trước hết là mời chị Hà trả lời câu hỏi về nợ xấu của ngành ngân hàng. Xin mời chị. Vâng, thì trước hết là về cái tỷ lệ nợ xấu mà ngân hàng nhà nước công bố về ngành ấy, là ở thời điểm cuối quý 3 là 4,93%. Vâng, và nó là có cái sự tăng đột biến. Thì phần lớn của cái sự tăng đột biến này thì đấy là nợ xấu đến từ ngân hàng SCB. Nếu như mà quý vị có để ý thì cái gọi là
thị phần về tín dụng của ngân hàng SCB ở trong năm 20 tính tại thời điểm cuối 2021 thì là 3,3%. Vâng, và nếu như mà phần lớn những cái dư nợ ở SCB tính đến thời điểm hiện tại là nợ xấu thì cái con số nợ xấu tăng lên cho hệ thống nó cũng tương ứng với cả những cái con số mà ngân hàng nhà nước đã chỉ ra đấy ạ, là 4,93% ở thời điểm cuối quý 3. Vâng, và cái view xem là cái tỷ lệ nợ xấu này có đáng quan ngại hay không thì theo quan điểm của tôi ấy, thì cái tỷ lệ nợ xấu này cũng là một cái con số mà gọi là cũng đáng quan ngại, mặc dù là chúng ta có thể thấy là tình hình ở thời điểm hiện tại thì nó tốt hơn so với cả ở cuối 2022 hay là trong gọi là nửa đầu của 2023. Thì tuy nhiên là cái con số nó rất là lớn, và những cái nợ xấu của SCB ấy, thì nó hiện tại không hề đơn giản để giải quyết. Mặc dù ngân hàng nhà nước đã đưa SCB vào dạng kiểm soát đặc biệt, thì tuy nhiên là rất nhiều những cái tài sản đảm bảo rồi là bản thân các lãnh đạo của ngân hàng SCB thì hiện tại đều đang ở trong cái giai đoạn gọi là bị xét xử liên quan đến vụ gọi là đại án. Vì thế nên là không biết, chúng ta chưa thể đánh giá được xem là cái giá trị của những cái tài sản đảm bảo còn lại là bao nhiêu và sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể xử lý những cái tài sản đảm bảo đó, để thu hồi lại phần nào giá trị cho những cái khoản nợ xấu. Vâng, và nếu như mà cái tỷ lệ nợ xấu mà nó cao như vậy thì cái tác động của nó là gì, là nó là cái điểm nghẽn, và khi mà tỷ lệ nợ xấu cao thì các ngân hàng dù có muốn giảm lãi suất cho vay, thật sự mà nói là như thế, dù có muốn giảm lãi suất cho vay nhưng nếu mà tỷ lệ nợ xấu cao thì họ vẫn phải duy trì một cái tỷ lệ NIM một cách tương đối để sau đó còn là trích lập dự phòng cho các khoản nợ xấu đó. Thì tôi thấy là tóm lại ở đây là cái gì, là cái phần mà nợ xấu liên quan đến SCB thì sẽ còn mất nhiều thời gian để có thể xử lý và chưa biết là sẽ hồi phục được bao nhiêu phần trăm. Và cái yếu tố thứ hai là đúng là tỷ lệ nợ xấu của những ngân hàng còn lại là đã tăng lên so với cái giai đoạn trước, mặc dù là vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát, và với cái tăng trưởng về lợi nhuận của ngành ngân hàng được dự báo, được ước tính trong năm nay ấy, thì cái khả năng để trích lập dự phòng và giảm bớt cái tỷ lệ nợ xấu đó của các ngân hàng mà gọi là lành mạnh ấy, thì có thể là cải thiện, nhưng mà chúng ta có thể nghĩ là nó chỉ có là một phần thôi, và nó sẽ cái tình hình về chất lượng tài sản thì nó vẫn còn gọi là nhiều khó khăn. Chúng ta cần phải chờ đợi cái sự hồi phục mạnh hơn nữa của nền kinh tế, hay muốn nói một cách cụ thể hơn đấy là sự hồi phục của thị trường bất động sản, thì nó sẽ có nhiều tác động để giải quyết cái vấn đề nợ xấu. Vâng, cảm ơn chị Hà. Và câu hỏi tiếp theo cũng trong chủ đề nợ xấu thì sẽ quay trở lại với anh Hưng, là nợ xấu của Techcombank thì như thế nào, và cũng có khách hàng cũng hỏi cụ thể hơn, đó là xin hỏi là nợ xấu bất động sản hiện nay của Techcombank đang như thế nào và hướng giải quyết ra sao ạ? Xin mời anh Hưng ạ. Vâng, cảm ơn quý vị có câu hỏi như vậy. Ít nhiều tôi cũng đã chia sẻ đến quý vị thì tại thời điểm cuối 2023 thì tỷ lệ nợ xấu của Techcombank là 1,19%. Mà quý vị hỏi cụ thể hơn ấy, là đối với lĩnh vực gọi là bất động sản chẳng hạn thì đối với các doanh nghiệp bất động sản thì tỷ lệ nợ xấu là không, là bằng không. Và đối với cho vay mua nhà, đối với người tiêu dùng, tức là khách hàng cá nhân thì cái tỷ lệ NPL của chúng tôi là khoảng 1,5%. Thì quý vị có thể thấy rằng là cái mức như vậy thì nó ở mức rất là lành mạnh đối với cái ngành ngân hàng. Và thực ra thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta nhìn một cách tích cực ấy, mà chúng ta nhìn xuyên suốt những cái chu kỳ kinh tế ấy, thì với tất cả những cái biện pháp của ngành ngân hàng nói chung, của mỗi ngân hàng, đúng không, thực hiện theo những cái hướng dẫn và chỉ đạo của ngân hàng nhà nước trong việc quản trị ngân hàng ấy, thì cái mức nợ xấu của ngành ngân hàng nếu chúng ta nhìn vào năm vừa qua cũng là một năm có thể nói là cái chu kỳ kinh tế đi xuống so với những cái chu kỳ kinh tế xấu trước đây 5 năm, 10 năm á, thì cái mức nợ xấu của ngành ngân hàng ấy, vẫn đang ở cái mức gọi là tích cực so với trước đây. Đấy là tôi đang nói chung về cái mức của ngành.
Thế còn ở Techcombank á, thì có thể thấy rằng là kể cả với những cái năm mà có khó khăn như năm 2023 thì cái mức nợ xấu của chúng tôi vẫn ở cái mức rất là lành mạnh, kể cả cái mức này có thể nói là lành mạnh kể cả đối với những chu kỳ kinh tế tốt. Đó. Thành ra là đối với chu kỳ kinh tế xấu ở mức này có thể nói rằng là hết sức là tích cực. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng với cái cách làm của Techcombank, khi mà chúng tôi thực sự là quản lý và cho vay hoàn toàn theo hai, tức là theo hai cái phương châm, một là đi theo chuỗi giá trị để có thể quản lý được dòng tiền và quản trị được rủi ro tốt, và thứ hai là cái việc lựa chọn khách hàng ấy, là Techcombank có sự lựa chọn khách hàng hết sức là chọn lọc, không có gọi là phát triển bằng mọi giá, bởi vì dù sao với cái dư nợ, cái room, cái quota phát triển tín dụng thì nó là có giới hạn, đúng không? Thành ra là cái việc lựa chọn khách hàng để thực sự có thể phát triển bền vững ấy, và đảm bảo cái chất lượng tài sản một cách dài hạn thì nó rất là quan trọng. Thì cái đấy là cái phương châm mà Techcombank cũng đã phát triển từ lâu, cho nên chúng tôi tin rằng là với những cái cách tiếp cận như vậy và tiếp tục bằng thông qua những cái việc ứng dụng về công nghệ và dữ liệu để có thể phân tích cái hành vi khách hàng, lựa chọn khách hàng và kiểm soát tín dụng tốt hơn nữa, thì cái chất lượng về quản trị rủi ro nói chung của Techcombank cũng như là những cái chuẩn mực mà chúng tôi đang liên tục nâng cấp, nó cũng sẽ đóng góp vào cái việc là duy trì cái tỷ lệ nợ xấu nó ở cái mức lành mạnh. Vâng, cảm ơn anh Hưng. Và câu hỏi tiếp theo xin được phép dành cho một khách mời nãy giờ vẫn chưa được trả lời câu hỏi nào. Và đây sẽ là một trong những chủ đề mà rất nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó là kế hoạch IPO của TCBS. Thì có nhà đầu tư cũng hỏi là năm 2022 thì TCBS thì có chia sẻ kế hoạch IPO trong 1-2 năm tới và vốn hóa 5 tỷ vào năm 2025. Thì hiện tại thì đã được bao nhiêu phần trăm kế hoạch và xin cập nhật cái thời điểm dự kiến IPO của TCBS? Xin mời anh ạ. Vâng, xin cảm ơn. Thật ra là cái câu hỏi này nó cũng đang được rất là nhiều nhà đầu tư tổ chức, các quỹ nước ngoài họ quan tâm. Khi mà chúng tôi tiếp xúc với họ thì luôn luôn cái câu hỏi này đặt ra. Thì nó vẫn là một phần của kế hoạch. Hiện nay nếu mà nói cụ thể khi nào thì chúng tôi cái đấy sẽ cần sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông, của các cổ đông lớn, đặc biệt là Techcombank, và cái này nó cũng cụ thể thì chưa có. Thì nó có hai phần. Cái thứ nhất là về cái việc IPO á, thì thường với những cái người làm kinh doanh như chúng tôi á, thì cái việc IPO TCBS sẽ là cái việc không phải là ngân hàng, hoặc là không phải là việc mà bán vốn để mà thu lãi, mà nó chủ yếu là huy động vốn để mà TCBS có thêm nguồn vốn để kinh doanh. Nên cái việc mà cái nhu cầu khi chúng tôi cần vốn để kinh doanh nó phải đi thực chất vào cái nhu cầu đấy, với cái tốc độ mà chúng tôi đang mở rộng kinh doanh như hiện nay, đặc biệt như ví dụ như là cái nhu cầu về vốn để cho vay margin, khi mà mọi người cũng thấy là cái tốc độ mà hiện nay là TCBS là đang đứng số 1 về cái việc cho vay ký quỹ tại thị trường chứng khoán Việt Nam, và thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái thời gian này cũng như là một năm nay cũng như năm sau thì nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Khi mà họ có cái co mới, khi mà thị trường và nền kinh tế cũng hồi phục, thì cái nhu cầu về vay ký quỹ nó cũng sẽ càng ngày càng lớn hơn. Thì nên tôi nghĩ là trong năm nay hoặc năm sau sẽ là những cái thời điểm mà thị trường nó cũng tốt hơn, và nhu cầu của TCBS nó cũng sẽ càng ngày càng càng cao hơn. Và khi đấy thì cái việc đề nghị đại hội đồng cổ đông và các cổ đông lớn chấp nhận cho TCBS được niêm yết để huy động thêm vốn từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng như là các nhà đầu tư quốc tế, thì nó cũng là cái việc mà tất yếu chúng tôi sẽ phải làm khi có cái nhu cầu cho kinh doanh, để mở rộng kinh doanh, và đi theo tiếp theo là để mà cũng một phần đáp ứng được cái kế hoạch 5 năm. Các quý vị cũng hỏi về cái việc là cái kế hoạch mà 5 tỷ đô trong năm 2025 thì nó như thế nào và nó đến từ đâu, thì cũng xin được tóm tắt lại là theo cái kế hoạch 5 năm của TCBS,
từ 2021 đến 2025 thì chúng tôi có đặt ra bốn cái kế hoạch lớn, bốn cái gọi là chỉ tiêu lớn mà chúng tôi kỳ vọng đạt được, là 5 triệu khách hàng, 5 sản phẩm trên một khách hàng, 5.000 tỷ lợi nhuận, cũng như là 5 tỷ đô vốn hóa. Thì thú thật là có những cái chỉ tiêu trong bốn cái chỉ tiêu này thì thực sự là thách thức đối với TCBS để mà đạt được trong 2025. Ví dụ như là đạt được 5 triệu khách hàng vào 2025. Hiện nay thì lượng khách hàng của TCBS chỉ mới được là 1 triệu khách hàng, mặc dù đây là con số lớn nhất thị trường và chiếm một cái lượng thị phần rất là cao tại Việt Nam. Nhưng mà kế hoạch chúng tôi cũng muốn hướng đến là năm nay cũng như là năm sau thì phải tăng lượng khách hàng lên. 5 triệu khách hàng sẽ là một cái thách thức mà chúng tôi cần phải vượt qua. Còn những cái chỉ tiêu khác, ví dụ như là chỉ tiêu 5 sản phẩm trên một khách hàng, thì thật ra là nếu quý vị theo dõi hoặc là khách hàng của TCBS thì quý vị sẽ thấy là cái tính sáng tạo cũng như là cái khả năng tiên phong để đưa ra những sản phẩm mới trên thị trường của TCBS đang rất đa dạng và gọi là luôn luôn tiên phong đi trước thị trường tại Việt Nam trong suốt 10 năm qua. Thì hiện nay như là trên cái app TC Invest của TCBS thì nó là một hệ sinh thái nhiều sản phẩm để phục vụ nhiều nhu cầu đầu tư cũng như là bán chéo, bán thêm ở trên đấy và khách hàng có nhu cầu tùy vào cái mục tiêu của họ, họ có thể đầu tư rất là nhiều sản phẩm. Nên cái việc 5 sản phẩm trên một khách hàng, nói thêm là ngoài ra thì trong năm nay chúng tôi cũng dự kiến sẽ đưa ra một số cái sản phẩm sáng tạo, sản phẩm cấu trúc mới để mà tạo sự đa dạng hơn cho nhà đầu tư của chúng tôi, là cũng đang trong kế hoạch. Nên cái việc mà đạt được cái chỉ tiêu số 2 là trong tầm tay. 5.000 tỷ lợi nhuận vào cuối năm 2025 thì tôi nghĩ cũng là trong tầm tay. Với cái tốc độ hồi phục hiện nay và những cái kỳ vọng như là kỳ vọng là năm nay thì lợi nhuận chúng tôi sẽ đạt được khoảng 3.700 tỷ. Thì và với cái tốc độ mà chúng tôi đã phát triển lợi nhuận khoảng 35-40% một năm trong suốt 8 năm qua thì cái kế hoạch này tôi nghĩ cũng sẽ trong tầm tay. Thì đấy là những cái nó liên quan đến hoạt động kinh doanh mà ban điều hành của chúng tôi sẽ hướng tới. Và khi đấy thì hy vọng là với cái định giá cũng như là một số cái nhu cầu của thị trường thì cái kế hoạch 5 tỷ đô sẽ đạt được dựa trên cái lợi nhuận mà chúng tôi sẽ đạt được trong 2025. Cảm ơn phần trả lời rất là chi tiết của anh Minh ạ. Cũng có khá nhiều các nhà đầu tư cũng rất là quan tâm tới các sản phẩm mới của Techcombank như là sản phẩm sinh lời tự động và như là anh Hưng vừa nãy cũng có nhắc tới. Và cũng có một nhà đầu tư có một câu hỏi về digital banking và xin phép được hỏi anh Hưng câu hỏi này. Đó là hiện nay thì các ngân hàng đang có sự chuyển đổi số mạnh mẽ, trong đó những ngân hàng như Techcombank và MB thì có vẻ đang đi đầu trong phân khúc ngân hàng bán lẻ. Xin chia sẻ suy nghĩ về triển vọng của các sản phẩm digital banking và các ngân hàng truyền thống thì liệu có thể cạnh tranh được với các fintech vốn quen với việc triển khai các cái sản phẩm digital này rất là linh hoạt và đốt tiền khuyến mãi để thu hút khách hàng hay không ạ? Và một câu hỏi cũng rất tâm huyết đến từ một khách hàng của chương trình. Xin mời anh Hưng cũng giúp trả lời câu hỏi này. Vâng, cảm ơn chị Thủy. Đây đúng là một câu hỏi rất là hay, chứng tỏ là nhà đầu tư thì cũng rất là quan tâm đến cái diễn biến và xu hướng phát triển của thị trường. Thế thì tôi hoàn toàn đồng ý là cái việc gọi là đầu tư vào số hóa ấy, thì nó là một cái xu hướng và thực tế nó không có lẽ không thì chỉ là xu hướng nữa mà nó đã đang diễn ra rất là mạnh mẽ rồi. Đó thế thì và nó diễn ra rất là mạnh mẽ trong ngành ngân hàng. Nếu mà nói một cách tương đối so với các ngành kinh tế khác ấy, thì ngành ngân hàng là một trong những cái ngành mà có cái mức độ số hóa sâu rộng nhất. Đó thì còn tất nhiên là cái hiệu quả của việc số hóa ấy, thì nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái chiến lược thực thi và cái khả năng thực thi của mỗi ngân hàng.
đúng không? Và cái việc mà cái việc số hóa đấy là sâu rộng đến đâu, mục tiêu là đến đâu đó. Thế thì tôi cũng không thể nói được về cái điều đó hay là cái tính hiệu quả về số hóa đối với cả các ngân hàng bạn trong ngành, mà có lẽ chỉ xin phép nói về Techcombank thôi. Thế thì Techcombank thì ở khía cạnh câu hỏi của quý vị hỏi về có làm tốt hơn được fintech hay không, thì thế Techcombank thì coi rằng các fintech nó như là một cái gọi là gì đây, một cái hệ sinh thái mà chúng ta hoàn toàn có thể là những cái partner với nhau để cùng mang lại những cái trải nghiệm và những cái giá trị tốt hơn cho khách hàng. Và thực tế thì Techcombank cũng đã có những cái partner là fintech để thực hiện cái điều đó, như có chia sẻ một số ví dụ. Thế thì thế còn cái việc mà thực thi để nó tốt thì nó hoàn toàn do cái năng lực của ngân hàng thôi, đúng không ạ? Thì Techcombank xin chia sẻ với quý vị rằng là cái mục tiêu của Techcombank ấy, và Techcombank cũng đã ít nhiều đạt được điều đấy, đó là biến Techcombank ấy thành một cái ngân hàng nhưng mà có cái khả năng và tốc độ thực thi số hóa nhanh như fintech, đúng không? Và áp dụng những cái chuẩn mực trong số hóa như là các công ty fintech hàng đầu, ví dụ như là cái văn hóa về sáng tạo, văn hóa về gọi là thử nghiệm, đúng không? Thử nghiệm những cái ý tưởng mới, thử nghiệm những cái sản phẩm giải pháp mới để tìm được đâu đúng là những cái thứ mà khách hàng thực sự cần thiết, và liên tục đổi mới những cái điều đó, hay là liên tục gọi là feedback, lắng nghe những cái phản hồi của khách hàng. Thì tất cả những cái nguyên tắc thiết kế và sáng tạo đấy thì Techcombank cũng đã triển khai từ mấy năm nay, không chỉ trong Techcombank mà cả trong hệ sinh thái của Techcombank, điển hình là TCBS, có thể thực sự nói rằng là một cái công ty về gọi là rất là thấm nhuần về văn hóa số hóa cũng như cái năng lực về số hóa, hoàn toàn là cái mô hình hoạt động theo những cái nguyên tắc thiết kế của những công ty fintech hàng đầu trên thế giới, đúng không? Về chúng ta hay nói đến Agile, đến Design Thinking, thì tất cả những điều đấy thì Techcombank nói chung, TCBS nói riêng, thì chúng tôi cũng đều áp dụng những điều đấy để đảm bảo rằng là cái việc số hóa và cái hiệu quả của số hóa của Techcombank ấy, là nó thực sự là tốt, và cái điều đấy thì nó gắn liền với cái chiến lược của Techcombank. Tại vì số hóa nó không phải là một cái thứ để chúng ta gọi là làm cho nó vui, đúng không? Hay là để nói, mà chúng ta thực sự là dùng số hóa và đưa cái việc đó vào cái mô hình kinh doanh như thế nào để biến cái mô hình kinh doanh là dựa trên cái nền tảng số hóa và công nghệ, thì cuối cùng nó tạo ra được những cái trải nghiệm và những cái giá trị thực sự tốt cho khách hàng theo đúng cái phân khúc khách hàng mục tiêu mà Techcombank đã hướng tới. Thì TCBS cũng là một ví dụ điển hình, khi mà anh Minh có nói đến những cái ví dụ về số hóa mà TCBS áp dụng cho những khách hàng trong việc quản lý gia sản, thì đối với những cái phân khúc khác ấy, như tôi có nói đến ví dụ như phân khúc khách hàng trung lưu, thì họ có những cái nhu cầu về giao dịch hàng ngày chẳng hạn, thì cái hoạt động số hóa của Techcombank cũng diễn ra rất là sâu rộng, và chúng tôi trong năm 2023 cũng đã đưa ra những cái trải nghiệm mới cho khách hàng, như là trải nghiệm cá nhân hóa trong thanh toán, trong tiêu dùng, đúng không? Trong loyalty, thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm những điều đấy dựa trên những cái am hiểu của mình về khách hàng. Và cái auto earning mà chị Thủy có nhắc đến cũng là một ví dụ, khi mà chúng tôi sử dụng cái văn hóa đấy để nhận ra được những cái có thể nói là những cái nhu cầu mà chưa được đáp ứng của khách hàng, để từ đấy đưa ra những cái giải pháp giống như là auto earning, để từ đấy là phục vụ khách hàng tốt hơn. Xin cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn anh Hưng. Và một câu hỏi nữa dành cho anh Hưng có liên quan đến chủ đề là tăng trưởng tín dụng của Techcombank trong 2024. Các khán giả của chương trình thì cũng hỏi là xin chia sẻ về nguyên nhân tỷ lệ CASA tăng mạnh cuối năm 2023 và kỳ vọng điều gì sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngành năm 2024. Và cũng có câu hỏi là xin vui lòng chia sẻ tăng trưởng tín dụng của Techcombank tính tới thời điểm hiện tại. Vâng, xin mời anh. Và tăng trưởng tín dụng thì trong cái dự báo hay là gọi là cái triển vọng về tăng trưởng tín dụng thì cũng như mọi năm thôi, chúng tôi thì luôn tin rằng là cái tăng trưởng tín dụng của Techcombank thì là sẽ đi, tức là Techcombank sẽ dùng hết cái quota tăng trưởng tín dụng mà ngân hàng nhà nước đã cấp. Thì năm nay quý vị cũng có thể thấy rằng là ngân hàng nhà nước cũng hoạt động rất là tích cực trong tất cả các cái biện pháp để thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế nói chung, cho nên là ngay cả cái tăng trưởng tín dụng cũng đưa ra rất là sớm, ở cái mức cao rất là sớm so với mọi năm.
thì cái điều đấy là cũng rất là tích cực. Thì cái tăng trưởng tín dụng của Techcombank thì xin báo cáo quý vị là trong sau 2 tháng đầu năm thì nó có tăng trưởng khoảng 3%, 3-4%, tôi không nhớ con số chính xác. Thì đặc biệt là trong cái mảng khách hàng doanh nghiệp chẳng hạn, thì cùng với cái sự phục hồi của các cái ngành nghề, đặc biệt như là ví dụ ngành nghề xuất khẩu, thì tăng trưởng về tín dụng trong phân khúc khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi sau 2 tháng cũng đạt khoảng gần 7%. Đó, thì chi tiết hơn thì có lẽ là sẽ xin gửi tới quý vị những cái con số chính thức của quý 1 trong cái buổi báo cáo thường kỳ về kết quả kinh doanh quý mà dự kiến chúng tôi cũng sẽ thực hiện vào khoảng nửa cuối tháng 4. Rất cảm ơn anh Hưng, và em cũng biết là anh Hưng thì cũng rất là bận rộn và cũng có cuộc họp ngay đây thôi, nên là bây giờ cũng đã 5 giờ rồi, thì chúng ta xin phép chào anh Hưng để anh đi họp trước ạ. Và vẫn sẽ còn một số những câu hỏi dành cho anh Minh và chị Hà tiếp theo đây nữa, và còn cả phần đố vui có thưởng vào cuối chương trình nữa ạ. Vâng, xin phép chúng ta có thể chào anh Hưng trước ạ. Em chào anh ạ. Xin chào quý vị, xin chào quý vị. Vâng, chào anh Hưng. Và tiếp theo thì sẽ là một chủ đề mà cũng có ít nhất là 4-5 câu hỏi liên quan đến chủ đề này đấy ạ. Đó là chủ đề liên quan đến trái phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Câu hỏi này thì sẽ xin phép được hỏi chị Hà trước, sau đó thì nhờ anh Minh sẽ bổ sung ạ. Câu hỏi như sau ạ. Cho em hỏi về thị trường trái phiếu là lượng trái phiếu đến hạn trong năm nay thì có giá trị khá lớn, tỷ trọng trái phiếu bất động sản ở trong đó cũng không nhỏ như một số công ty niêm yết không cứng nhắc. Thì điều này có gây áp lực gì cho ngành ngân hàng hay không, và có dẫn đến khó khăn gì cho thị trường hay không ạ? Vâng, tôi xin phép trả lời câu hỏi. Thì thật ra như quý vị cũng đã biết ấy, thì cũng đã có rất là nhiều những cái chính sách để hỗ trợ cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp, hỗ trợ cho các tổ chức phát hành. Thì đấy là chính là nghị định 08 cho phép các tổ chức phát hành được gọi là thương lượng với cả trái chủ để cơ cấu lại kỳ hạn cho trái phiếu. Thì theo như một số những cái tổng kết tôi có đọc được gần đây ấy, thì là cái số trái phiếu doanh nghiệp được cơ cấu lại trong năm 2023 là khoảng là 59.000 tỷ. Và cũng theo đánh giá của một trong số các cái bên tổ chức định hạng tín nhiệm mà là những cái bên họ chuyên gia để đánh giá về chất lượng trái phiếu đấy ạ. Thì trước đây cái quan điểm của họ là cái năm 2024 thì cái lượng trái phiếu mà sẽ nhiều khả năng là không trả nợ được ấy, là họ ước tính là con số là khoảng 140.000 tỷ. Vậy là đấy là cái ước tính trước đây. Thế tuy nhiên là với cái việc lãi suất duy trì ở mặt bằng lãi suất thấp này, rồi là thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có cái sự hồi phục từ gọi là quý 3, quý 4 của 2023, rồi là tăng trưởng của nền kinh tế trở lại, v.v. Thì cái hiện tại cái ước tính của họ ấy là cái số trái phiếu doanh nghiệp mà nhiều khả năng là khó trả, không trả được thì nó đã từ 140.000 nó xuống còn là khoảng 40.000 tỷ. Thì mặc dù cái con số này thì vẫn là một cái con số lớn, thế tuy nhiên là theo như suy nghĩ của tôi ấy, thì là các cái công doanh nghiệp hay là các cái tổ chức phát hành này vẫn có điều kiện để tiếp tục thỏa thuận với cả trái chủ có thể giãn lại kỳ hạn trả nợ. Vâng, và nếu như trong những cái trường hợp xấu thì sẽ có một phần của những cái trái phiếu doanh nghiệp này thì cũng sẽ là gọi là trở thành nợ xấu. Thế tuy nhiên là cái con số 40.000 tỷ hay là nhỏ hơn 40.000 tỷ thì nó cũng không phải là quá lớn đối với quy mô của hệ thống ngân hàng. Cảm ơn chị Hà. Thì còn anh Minh ạ, anh có những đánh giá như thế nào về thị trường trái phiếu, và cũng có khán giả cũng hỏi cụ thể hơn
về trái phiếu làm cái kinh mảng kinh doanh chính của Techcombank, nhưng mà đây lại là nguồn thu ngoài phí đóng góp lớn trong cơ cấu doanh thu, thì xin hỏi là trong bối cảnh hiện tại thì Techcombank có định hướng như thế nào đối với lĩnh vực này ạ? Là ngoài ý kiến của anh về bức tranh chung của thị trường trái phiếu và nhất là những cái giải pháp cho lượng lớn trái phiếu đáo hạn trong năm 2024, thì cũng có những câu hỏi liên quan đến định hướng của Techcombank với mảng kinh doanh trái phiếu ạ. Xin mời anh. Tôi nghĩ là tôi sẽ không có thể nào mà nói về những cái trái phiếu mà các đồng nghiệp khác của TCBS tư vấn phát hành trên thị trường, vì chúng tôi sẽ không hiểu rõ về cái mảng này. Nếu mà nhìn chung toàn thị trường đối với tôi á, thì tôi thấy là hiện nay cái thị trường, cái thứ nhất là cái thanh khoản tiền tệ của toàn thị trường nó cũng khá là dồi dào, và cái thứ hai là cái lãi suất nó cũng lãi suất ngân hàng cũng như là lãi suất cho vay tại ngân hàng nó cũng giảm nhiều, thì bản chất lãi suất nó cũng sẽ là một cái áp lực, và vô hình chung nó sẽ là một cái yếu tố mà tác động mạnh mẽ nhất đến các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, vì nếu mà lãi suất cao quá thì dẫn đến chuyện là họ sẽ không có khả năng, cái dòng tiền của họ sinh ra sẽ không đủ để mà trả lãi cũng như trả gốc của trái phiếu. Còn đối với TCBS hay là Techcombank nói riêng á, thì đương nhiên là không, tại vì những cái lúc mà các khách hàng của chúng tôi khó khăn nhất, tức là những cái vào cuối năm 2022 hoặc là đầu năm 2023 mà hoặc là trong suốt thời gian 2023 vừa qua, thì tất cả những cái trái phiếu mà chúng tôi tư vấn phát hành đều trả lãi trả gốc đầy đủ, thì không có lý do gì mà bây giờ cái điều kiện thị trường thuận lợi hơn, dòng tiền tốt hơn cho các doanh nghiệp của mình mà lại có những cái vấn đề về việc không trả được được lãi hay là gốc của những trái phiếu mà TCBS và Techcombank tư vấn cũng như là phân phối. Thì cũng nói thêm là cái việc chọn lọc trái phiếu, không phải là tất cả những cái khách hàng hay doanh nghiệp nào mà đến chúng tôi đề nghị phát hành hay là đề nghị phát hành trái phiếu mà chúng tôi cũng đồng ý, mà thường thì TCBS phải qua một cái quy trình rất là chọn lọc, rất là nghiêm ngặt, nhiều bước để mà chọn ra và xem xét rất là kỹ về thẩm định, về dòng tiền, về khả năng trả nợ, về tài sản đảm bảo và rất là nhiều yếu tố khác trước khi mà chúng tôi tư vấn phát hành cho khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi. Thì đấy, nó đã được chứng minh qua cái thời gian khó khăn nhất, thì đấy cũng là cái mà chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi để mà tiếp tục theo đuổi khi mà làm về cái mảng trái phiếu này trong nhiều năm tới. Thì đấy, nói chung là cái tình hình mà với cái sự phục hồi vừa qua, thì thậm chí là chúng tôi cũng nhận được nhiều lời đề nghị của nhiều doanh nghiệp mới, những doanh nghiệp mà thậm chí là trước đây chúng tôi cũng chưa từng tư vấn phát hành để mà được tư vấn phát hành cũng như là huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu, thì nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng tôi phải gọi là nới lỏng cái việc đấy ra, mà tại vì cuối cùng thì tôi nghĩ trong cái mảng mà kinh doanh trái phiếu này thì cái uy tín đối với nhà đầu tư nó rất là quan trọng, và nếu mà và nó đây là một cái rủi ro danh tiếng mà Techcombank cũng như là TCBS luôn luôn coi trọng hàng đầu trước khi tư vấn một cái trái phiếu nào đấy. Còn cái khả năng hồi phục thị trường thì lúc nãy tôi cũng chia sẻ rồi, thì hiện nay là cái tốc độ mà tư vấn cũng như là phân phối trái phiếu và cái nhu cầu từ nhà đầu tư là rất là lớn, và tôi thấy là nó càng ngày càng lớn hơn trong cái thời gian qua, thậm chí nó còn cao hơn cả trước thời kỳ khủng hoảng tại TCBS. Vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của anh, câu trả lời của anh Minh ạ. Và bây giờ thì cũng đã lố giờ đến hơn 10 phút rồi, nhưng mà vì là đây là một chương trình mà có rất nhiều nhà đầu tư rất 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 quan tâm đến Techcombank, thế nên là xin phép được một câu hỏi cuối cùng
Xin phép câu hỏi này được dành cho chị Hà để kết thúc chương trình ạ. Và câu hỏi này đến từ anh Hoàng Anh, đó là các anh chị đánh giá về triển vọng hồi phục và tăng trưởng của hoạt động bank assurance như thế nào, và các quy định gần đây liên quan đến việc bán bảo hiểm nhân thọ qua kênh ngân hàng thì có làm khó gì cho Techcombank hay không ạ? Vâng, thì tôi xin chia sẻ cái quan điểm của tôi về cái sự hồi phục của thị trường banca, cái hoạt động bán banca. Thì năm 2023 là một cái năm mà gọi là vô cùng khó khăn đối với cả hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng. Thì nếu như mà xét xét về thị trường bảo hiểm nhân thọ nói chung thì năm 2023 là nhìn thấy cái sự sụt giảm về tổng doanh thu phí khai thác mới toàn thị trường là giảm khoảng 44,5%. Và nếu mà tính tổng doanh thu phí của toàn thị trường thì là nó giảm 11,6% so với cả cùng kỳ năm trước. Thì theo tôi đánh giá là sẽ cần mất thêm thời gian để các ngân hàng dần dần lấy lại, không phải chỉ ngân hàng mà là cả ngân hàng và các công ty bảo hiểm dần dần lấy lại cái niềm tin của khách hàng. Thì tuy nhiên là cái nhu cầu đối với bảo hiểm nhân thọ thì nó là một cái nhu cầu mà tôi đánh giá nó là khá là bền vững, và ở cái tỷ lệ gọi là penetration của bảo hiểm nhân thọ hiện tại ở thị trường Việt Nam ấy, nó còn đang ở mức rất là thấp. Nếu như mà nhìn vào kết quả của 2023 thì hiện tại nó chỉ chiếm khoảng 1,6-1,7% của GDP, nó đã thấp hơn nhiều so với cả những cái nước mà ở khu vực, gọi là cùng khu vực. Vì thế nên là tôi nghĩ là sẽ có một cái sự hồi phục nhất định ở trong năm 2024 này. Có lẽ là nếu như tôi theo forecast tôi đang dùng thì là hồi phục khoảng 10-15%, tất nhiên là tùy ngân hàng. Và tùy xem là cái cách họ triển khai, từ là cái đội sales là được training đến đâu, vân vân. Còn về lâu dài hơn thì tôi nghĩ là thị trường bảo hiểm nhân thọ là cũng đã sau cái giai đoạn tăng trưởng nóng, đã có những năm là tăng trưởng duy trì tăng trưởng loanh quanh khoảng 25-30% trong một thời gian tương đối dài, thì do là tăng trưởng quá nóng, cho nên là đây là cái điểm gọi là thay đổi về về cái cách tiếp cận khách hàng và về cái cách bán sản phẩm. Thì theo tôi đánh giá thì là có lẽ là sẽ phải mất tầm 2 đến 3 năm để có thể đạt được một cái sự tăng trưởng nó đều đặn hơn. Còn trong 2024 thì tôi vẫn nghĩ là sẽ có một cái sự hồi phục từ cái nền thấp của năm 2023. Còn nếu mà nói về những cái quy định về thắt chặt hơn về cái hoạt động bán bảo hiểm thì có làm khó gì cho Techcombank hay không, thì tôi nghĩ là đây là cái khó chung của toàn thị trường, nhưng mà các ngân hàng sẽ phải dần làm quen với cả những cái quy định này, và chính những cái quy định chặt chẽ khắt khe này hơn thì nó cũng sẽ là giúp cho khách hàng sớm lấy lại niềm tin vào cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ. Còn nếu mà nói về Techcombank thì chắc là như lúc đầu anh chị đã thấy bên phía Techcombank có chia sẻ về cái hoạt động bank assurance thì đã có cái sự hồi phục ở trong quý 3, quý 4 sau cái giai đoạn gọi là đáy trong 6 tháng đầu năm. Vâng, thì đấy là cái nhận định và cái chia sẻ của tôi ạ. Cảm ơn. Cảm ơn chị Hà, cũng rất cảm ơn chị Hà, rất cảm ơn anh Minh, bởi vì các anh chị cũng là những người rất là bận rộn nhưng mà cũng đã ở lại với các quý nhà đầu tư đến cuối chương trình. Tất nhiên rồi, cũng rất rất cảm ơn quý nhà đầu tư vì đến giờ này chúng ta vẫn ngồi lại đây để lắng nghe những chia sẻ từ các khách mời của chúng ta. Để trước khi bước vào phần đố vui có thưởng vào cuối chương trình ấy, thì có lẽ là mình xin phép được chào các diễn giả trước ạ. Cảm ơn các diễn giả đã tham gia chương trình để các anh chị có thể còn rất nhiều công việc bề bộn nữa. Cảm ơn anh Minh và chị Hà. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Vâng, và quay trở lại với phần cuối cùng của chương trình thì quý nhà đầu tư chúng ta cũng nán lại một chút xíu thôi nhé. Chúng ta sẽ bước vào phần cuối cùng, đó là phần đố vui có thưởng ạ, với những phần quà, ba phần quà đến từ HSC. Và phần thưởng thì câu câu trả lời thì cũng rất đơn giản thôi, chính là những nội dung ở trong chương trình ngày hôm nay. Và để tham gia vào phần đố vui có thưởng này thì
Chúng ta sẽ có các cái mã QR code sẽ được hiện lên trên màn hình và mỗi nhà đầu tư chúng ta hãy quét mã QR code này hoặc là vào phần Q&A của Zoom để click vào link truy cập. Sau khi mà tôi đọc các cái câu hỏi ấy, thì mỗi câu sẽ có một cái thời gian là 1 phút để trả lời. Và quý nhà đầu tư nào mà nhanh tay nhất và trả lời đúng nhất thì sẽ nhận những phần quà của HSC ạ. Vâng, quý nhà đầu tư đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta có 3 mã QR code cho 3 câu hỏi và xin phép được bắt đầu câu hỏi đầu tiên ạ. Câu hỏi đầu tiên đó là đâu không phải là động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng trong năm 2024 này? Chúng ta có 3 đáp án như sau ạ. Thứ nhất là tăng trưởng tín dụng cao. Thứ hai là nợ xấu giảm về mức thấp. Và thứ ba là chính sách vĩ mô hỗ trợ. Thứ tư là NIM tăng ạ. Thì trong 4 đáp án này, đâu sẽ là đâu không phải là động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng ạ? Nghĩa là 3 đáp án còn lại thì là đúng là động lực tăng trưởng, còn 1 đáp án thì không. Câu hỏi này có dễ không ạ? Xin phép ban tổ chức cho thêm một chút thời gian cho câu hỏi đầu tiên vì quý nhà đầu tư có lẽ là chưa quen tay để gõ câu trả lời cũng như là quét mã QR code. Nếu như đã có khách hàng trả lời đúng câu này thì chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Thì trong phần này, tăng trưởng tín dụng câu A thì chắc chắn là một trong những động lực tăng trưởng của ngành ngân hàng 2024 rồi, đúng không? Tôi xin gợi ý luôn đấy ạ. Câu A thì không phải là đáp án bởi vì là tăng trưởng tín dụng năm nay kỳ vọng sẽ đạt mục tiêu là 15%. Ngân hàng nhà nước đã đưa ra cái quota này ngay từ đầu năm rồi và cái cầu tín dụng thì cũng đến từ cả khối doanh nghiệp này, thuộc các nhóm là đầu tư công, xuất nhập khẩu hay là khối khách hàng FDI và cuối trong nửa cuối năm sẽ là khối bán lẻ. Tăng trưởng tín dụng thì cũng được hỗ trợ từ những cái chính sách vĩ mô chính là câu C ấy, bao gồm những chính sách tiền tệ nới lỏng này, từ môi trường lãi suất thấp cũng được duy trì và kể cả chính sách tài khoá thì cũng được mở rộng và còn rất nhiều những cái quy định chính sách khác nữa cũng hỗ trợ thị trường. Vậy thì còn 2 câu là nợ xấu giảm đến mức thấp và NIM tăng thì chúng ta cũng trong chương trình thì cũng đã thấy là NIM của hầu hết các ngân hàng trong 2024 này thì cũng sẽ được cải thiện đúng không? Thế nhưng mà cái chất lượng tài sản ấy thì nó cũng vẫn là một cái điều còn quan ngại. Nợ xấu thì đã tăng nhẹ trong năm 2023 rồi và cũng sẽ ở một mức tương đối cao trong 2024, chưa thể giảm về mức thấp như là câu B được. Nên đáp án của chúng ta ở đây đó là câu B, nợ xấu giảm về mức thấp thì sẽ không phải là động lực tăng trưởng của ngân hàng trong năm 2024 ạ. Tiếp theo xin mời sang câu hỏi thứ hai của chương trình. Câu này còn dễ hơn ạ. HSC khuyến nghị mua các cổ phiếu ngân hàng nào ạ? Đáp án A là Vietcombank và ACB, đáp án B là Techcombank và Sacombank và đáp án C là cả hai đáp án trên ạ. Câu này dễ quá. Câu này là khuyến mại ai nhanh tay là người đấy sẽ được đấy ạ. Mới chỉ có mấy giây thôi mà đã có 450 khán giả đã trả lời rồi và tin chắc là trong số này thì đã có câu trả lời đúng rồi. Vâng, rất là đơn giản thôi, đó là HSC thì khuyến nghị cả hai nhóm ngân hàng trên với các tiêu chí an toàn ổn định cho Vietcombank và ACB và các tiêu chí là tăng trưởng cao và có những cái câu chuyện riêng dành cho Techcombank và Sacombank đúng không ạ? Xin phép ban tổ chức cho câu hỏi thứ ba luôn ạ. Câu hỏi thứ ba đó là các động lực tăng trưởng của Techcombank thì là gì ạ? Chúng ta có 4 đáp án là dịch vụ quản lý gia sản, thu nhập từ phí, hoạt động thanh toán đa dạng hóa và phát triển các phân khúc khách hàng mới và câu D là tất cả các đáp án trên ạ. Câu này cũng dễ quá. Câu này thì anh Hưng đã có một phần trình bày rất là chi tiết và rất là thuyết phục rồi nên là mình tin là quý nhà đầu tư đều rất là nhớ câu hỏi này. Vâng. Ban tổ chức cũng thông báo là cũng đã có người có câu trả lời đúng và cũng rất nhiều nhà đầu tư đã tham gia vào trả lời câu hỏi này. Và cả ba đáp án này có nghĩa là đáp án D thì là đáp án đúng của câu hỏi này. Và cả ba đáp án trên thì cũng đều là những động lực tăng trưởng của Techcombank cả. Ngoài ra thì Techcombank còn có động lực tăng trưởng đến từ phát triển các cái chuỗi giá trị
trong các chuỗi như là chuỗi bất động sản hay là chuỗi FMCG đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì những cái động lực này thì cũng được củng cố bởi những lợi thế của Techcombank sở hữu một cái nền tảng công nghệ và cũng nhờ tận dụng cái nền tảng công nghệ này, cái thế mạnh này cũng như là cái hệ thống dữ liệu thì Techcombank đã sử dụng để mở rộng cái tệp khách hàng mục tiêu trong 2024. Và như vậy là câu hỏi thứ ba cũng là câu hỏi cuối cùng rồi. Phần đố vui có thưởng của chúng tôi đã kết thúc và phần quà dành cho nhà đầu tư thì sẽ được ban tổ chức gửi đến sau chương trình ngày hôm nay ạ. Và qua 110 phút của chương trình thì chúng ta cũng đã có được một cái nhìn khá là tổng quan về ngành ngân hàng cũng như là những cái thông tin rất là hữu ích liên quan đến Techcombank. Và rất cảm ơn, một lần nữa cảm ơn quý nhà đầu tư đã tham gia chương trình. Và quý nhà đầu tư chúng ta có thể dành thêm một chút xíu thời gian nữa để quét mã QR code ở sau chương trình này để tham gia cái khảo sát của HSC và để nhận cái tài liệu sau chương trình ạ. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.